Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 41. Ta rất thích. Thục Thần Huy đội trời canh năm vẫn còn tối thui rời Vương phủ, Khương Hàm Nguyên như mấy hôm trước tự đi võ đài. Thống lĩnh hộ vệ Vương Nhân đã dẫn theo thủ hạ có mặt, một là Tào Thao, hai là Luyện Cùng. Song sáng nay chẳng biết vì sao, Vương Phi không cần, Vương Nhân liền dẫn người tự thao luyện, Vương Phi một mình ở sân tập bắn bắn tên. Ánh ban mai dần rõ, đám người thao luyện xong, nhưng Vương Phi còn chưa đi, bèn tìm qua, thấy cô cầm trường côn trong tay tập côn Pháp, đang đập mạnh một côn. Rắc, một tiếng, trường côn bằng gỗ trong tay cô đứt gấy, một viên đá trên mặt đất nhận lực cũng nứt mấy đường theo. Đám người thấy không khỏi âm thầm tắc lưỡi, nín thở nén khí, trong giây lát không dám lên tiếng. Khương Hàm Nguyên cầm trường côn gãy nứt, dừng lại thở dốc một lát, quay lại, thấy mọi người xa xa đang xem, ném côn gãy, lau mồ hôi, đi qua, giải tán mọi người, không cần ở đây. Vương Nhân và bọn thị vệ đi khỏi, cô một mình ngồi trong giáo trường trống trải một lát. Mặt trời mới từ từ mọc, tiếng thở dốc và nhịp tim cô cũng hoàn toàn ổn định. Cúi đầu xòe tay, nhìn vào lòng bàn tay, đứng dậy, quay về phồn chỉ viện ban nãy lần cuối dùng lực quá độ, gãy nứt trường côn, phản lực cũng đã thương mình, vết thương vốn đã khép mặt trong lòng bàn tay lại vỡ toang, dịn ra máu. Cô vào phòng, tự lấy vài thuốc lau rửa, trang thị vừa dịch đi đến, nhìn thấy, phát kinh hãi, chạy lên chụp tay cô xem xét. Vương Phi, tay ngài sao thế? Khương Hàm Nguyên né tránh, thả tay xuống cười nói. Không sao, vừa rồi lau rửa không cẩn thận, sẽ ổn nhanh thôi. Trang thị thở dài. Vương Phi cẩn thận chút, già thấy còn muốn đau. Vương Phi thật chẳng thương tiếc ra thịt mình mấy. Nói xong đưa mắt nhìn vết thương trên trán cô. Dạo này ngày ngày tự bà coi chừng, sớm tối đều xoa thuốc lên vết thương. Ngọc hồn cao của Thái Y Viện coi như có chút công hiệu. Xem ra vết thương đã thuyên giảm không ít, mấy ngày nữa, chắc hẳn sẽ nhìn không ra. Già có việc gì ạ? À? Khương Hàm Nguyên hỏi bà. Vừa rồi có người trong cung tới, nói đồn ý Thái Phi muốn nói chuyện một lát với ngài bảo nếu hôm nay vương phi rảnh rỗi thì vào cung một chuyến. Xe đón đang ở bên ngoài. Trang thị nói xong, nhìn sắc mặt cô, "Nếu vương phi không tiện, để già sai người đi báo nhiếp chính vương một tiếng." Tính vương phi khác người, nếu ngài ấy không tình nguyện, dĩ nhiên dựa theo tâm ý ngài vẫn hơn. Cho nên Trang thị bồi thêm một câu, "Điện hạ bận rộn, không cần phiền ngài ấy, việc nhỏ thôi, ta đi là được." Khương Hàm Nguyên đáp, cô tắm rửa chải đầu thay y phục, vào cung, được người hầu chờ ở cửa cung dẫn vào nội cung đôn ý. Bên cạnh Thái Phi Lan Thái Hậu đang ngồi, gặp lễ, Thái Phi vội gọi người kê ghế cho Khương Hàm Nguyên ngồi bên cạnh mình. Lan Thái Hậu vẫn hoa phục nghiêm trang, mắt đánh giá Khương Hàm Nguyên. Tóc cô trải thành một búi tóc tròn, bên tóc mai cải mấy nha sơ, như trang phá mây đen, váy áo màu xanh, áo xanh váy hồng nhạt, xuân sam ôm người, từ đầu đến chân đều rất đơn giản. Thái Hậu quay sang Thái Phi, Cười khen. Thái Phi ngài xem, dung mạo khí độ này của Vương Phi, chỉ cần cài mấy đoá nha sơ, cũng đã áp đảo người. Chắc cô ấy chưa biết, lần trước sau buổi thọ yến của hiền vương lão Vương Phi, quý nữ toàn thành bây giờ đều trải búi tóc mẫu đơn, làm mấy bà già hoàng hốt còn tưởng đã quay về thời thánh võ hoàng đế. Còn đám trẻ thích trưng diện, cô nào không điểm mai ngấn chu sa lên giữa chán chứ, rồi bỏ tâm trí nghĩ tinh xảo hơn, biến thành hoa khắc bằng vàng, son nhuộm tím đều, thật sự là đẹp mắt nếu không phải ta quá lớn tuổi ta cũng không kìm được muốn ăn mặc như thế một bận vẫn cứ hồn nhiên không phát hiện cũng chỉ có nữ tướng quân thái phi cũng cười nhìn khương hàm nguyên lo lắng hỏi thương thế cô trước đây sao rồi nghe cô nói đã khỏi gật đầu cô vô sự thì tốt rồi lần trước nghe nói cô xảy ra chuyện lão thân cực kỳ lo lắng nếu không phải ngại cung thành cản trở lúc ấy thái hậu cũng muốn tự mình đi thăm viếng cô về sau nếu là không có việc gì nhớ vào cung nhiều một chút, chớ để một bước cung thành, cản trở tình cảm thiên gia. Khương Hàm Nguyên cảm tạ, Hàn Huyên xong, Lan Thái Hậu cũng cho tà hữu lui, nhìn Thái Phi. Thái Phi trần trừ một lúc. Đêm qua chuyện trong cung vạn tượng, chắc cô đã biết nhỉ. Khương Hàm Nguyên nói. Đã biết. Thái Phi nhẹ thở dài, không nói. Lan Thái Hậu nói. Vương Phi có biết nhiếp chính vương định đoạt thế nào không? Khương Hàm Nguyên nói. Không biết, Điện Hà chưa nói với tôi. Mặt Lan Thái Hậu thoảng lộ ra mấy phần đồng tình, lại đưa mắt sang Thái Phi. Thái Phi mở miệng nói. Hôm nay lão thân cho gọi cô, chính là vì việc này. Thứ nhất, nghe nói hách vương đầy thành ý, e là việc này không dễ chối từ. Thứ hai, nếu hôn sự thành, đối với đại ngụy ta cũng rất có lợi. Hẳn là nhiếp chính vương đang khó xử. Phải biết là, nếu ngài ấy nhận lời, đó cũng là một lòng vì nước, không phải nửa phần có ý bất kính với cô. Cô cần phải thông cảm, càng không được khổ sở tổn thương cơ thể. Cô mới là vương phi độc nhất mà ngài đón qua cổng chính vương phủ, còn lại bất cứ ai, nhiều đến đâu, nào có thể tranh nhau phát sáng với cô. Thái phi phen này ra lời, đầy tha thiết, thực xuất phát từ đáy lòng. Lan Thái Hậu cũng thở dài. Tiên đế phải đi trước, bệ hạ lại không gánh nổi trước trách lớn, thiên hạ đại ngụy này, hiện giờ gánh trên người nhiếp chính vương. Ngài tất nhiên phải làm rất nhiều việc thân bất do kỷ. Nhưng mà, ngài ấy đối tốt với cô, ai nấy đều biết. Đấy cứ xem việc cô xảy ra chuyện trong Cấm Uyển lần trước, vì tìm cô, ngài bỏ hết mọi việc tự thân dẫn người vào Cấm Uyển. Tiểu thúc này của ta, chưa từng vì người ngoài mà thất thố vậy. Nếu giờ vì chuyện này mà cuối cùng ngài ấy làm cô thiệt thòi, cũng hoàn toàn là kế sách vì đại ngụy triều, vì bệ hạ mà liên lụy, ta tình nguyện xin cô thứ tội. Nói xong, thực sự đứng dậy định bái Khương Hàm Nguyên. Bà vừa ra vẻ định bái, Khương Hàm Nguyên đã vững vàng đỡ bà, nói. Không dám. Lập tức buông ra, thi lễ với Thái Phi. Đa tạ tôn trưởng yêu mến, nếu không có việc khác, thiếp xin cáo lui. Thái Phi giữ cô dùng cơm, Khương Hàm Nguyên từ chối nhã nhận, Thái Phi giữ không được, đành cho người đưa ra cung. Người vừa đi, Lan Thái Hậu nói. Thái Phi, cô ta kiệm lấy ít nói, không nhiều thêm một câu ta thực sự có phần không chắc chắn. Ngài xem phải chăng cô ta đã nghe rõ ý rồi. Trận tử thoại sáng nay thật ra là do Lan Thái Hậu thúc đẩy. Chuyện trong cung vạn tượng đêm qua, bà đã biết trước tiên. Tính kế vì triều đình, cũng là vì tâm tư tế nhị nào đó giấu giếm không để ai biết, bà ngầm trông mong được chuyện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại lo nhiếp chính vương vì e rè khương hàm nguyên, nhỡ đâu chuyện không thành, thế là tìm đến trước mặt Thái Phi trong đêm, chỉ nói nhiếp chính vương tất nhiên bằng lòng tiếp nhận, thật sự là bởi vì nếu hôn sự mà thành, đối với đại ngụy chỉ trăm lợi mà không có hại. Có điều, hẳn ngài ấy đang e dè vị vương phi mới cưới không lâu. Thái phi ở sâu trong cung, mặc kệ sự đời, ngày thường không có chuyện gì chỉ ngủ gà gật, nghe lọt tai, sáng nay gọi người đến, vừa an ủi vừa có chút ý tứ bảo cô thành toàn. Thái Phi nhíu mày, cũng là cái duyên trong mắt, thật ra ta rất thích cô gái họ Khương này. Nếu không phải vì triều đình, ta cũng chẳng nhảy ra quản mấy việc này làm gì. Nếu người không thông minh, chỉ dựa vào vũ lực, cô cho rằng có thể làm được tướng quân ư? Huống chi còn là phận gái. Thôi, lời đã nói xong, chuyện khác không phải do ta với cô. Lan Thái hậu bận rộn xương phải, lại nói: "Chuyện đêm qua tự dưng khiến ta nghĩ đến bệ hạ, ngài đã tròn 14, hẳn cũng nên chọn người làm hoàng hậu cho ngài, như thế, thứ nhất có lợi cho quốc thể, thứ hai" bệ hạ có thể biết tuổi đã trưởng thành làm việc không thể vượt quy củ nhân đây ta xin thỉnh giáo thái phi thái phi có ai vừa ý chăng thái phi nhắm mắt mãi lâu nói người ta rất vừa ý ư chính cô tự chọn là được lấy xuất thân và tính tình làm trọng còn về phần tài mạo các thứ có thì tốt nếu không có cũng không cần cưỡng cầu lan thái hậu nheo mắt nhìn thái phi cười nói lời thái phi chính hợp ý ta vậy ta về chọn ra danh sách bà lựa lúc đồn ý thay phi không quản, cộng thêm tuổi già có chút hồ đồ, ngày thường quen dùng lời hay dỗ ngọt bà, giờ mục đích đã đạt, thái phi cũng lộ vẻ mệt mỏi, bèn hầu bên một lát rồi lui ra ngoài, trở lại cung mình. Lúc Khương Hàm Nguyên vào cung là từ cửa phía tây như thường lệ, ra cung, dĩ nhiên cũng theo đó. Từ cung đôn ý đi ra, qua khỏi từ cục môn ở nội cung, theo cung nhân dẫn đường dọc theo bên phải tường cung mà đi, đang đi, bỗng thấy bóng long bảo phía trước đúng là thiếu đế, một thân một mình, đứng ở hành lang dưới tường hoàng cung. Cung nhân tự dưng thấy thiếu đế xuất hiện, cuống quyết lùi một bên, quỳ xuống lễ bái. Thuốc tiền cho người lùi ra cả, mắt nhìn Khương Hàm Nguyên, chần chừ một lúc, cuối cùng tự cất bước đi tới. Không phải hành lễ. Cậu liếc cô từ đầu đến chân. Lần trước thím xảy ra chuyện, chỗ bị thương thế nào rồi? Khương Hàm Nguyên vẫn giữ lễ, đứng thẳng nói. Đã khỏi hẳn. Tạ ơn bệ hạ nhớ hỏi thăm. Thiếu niên liền lặng thinh, Khương Hàm Nguyên chờ giây lát, đang định cáo lui tiếp tục xuất cung, chợt nghe cậu mở miệng. Chuyện trong vườn mai bữa trước, ta còn thiếu thím một lần xin thứ tội. Ta đã đồng ý với Tam Hoàng Thúc, xin thứ lỗi, là lỗi của ta. Cậu nói vừa nhanh vừa vội, nói xong, mắt dán lên con đường hành lang bằng gạch đá dưới chân mình, người không nhúc nhích. Khương Hàm Nguyên nao nao, việc ấy cô đã ném ra sau đầu từ lâu, nào ngờ ngài ta vẫn nhớ hẳn lúc này tào triều đã kết thúc song hôm nay vẫn phải tiến hành gặp mặt đại hách vương bàn quốc sự cậu ta là hoàng đế lúc này hẳn không rảnh nhìn bộ dáng cậu ta hình như cố ý chờ ở đây lẽ nào cậu ta biết mình vào cung lại tranh thủ chạy tới khương hàm nguyên không muốn chậm trễ cậu ta nhiều hơn nữa cũng đã nhìn ra dù rằng thiếu đế tìm đến xin tội nhưng vẫn có vẻ không muốn bị mất mặt lập tức nói nếu bệ hạ còn có việc, vậy thì mời đi, thần cũng muốn xuất cung. Giọng điệu cô ôn hòa, đây cũng là lời trong lòng, vở kịch hoang đường như vô lại thế kia, cũng đã qua rồi, cô nào so đo chi. Thúc tiền vâng đáp, vẫn dán mắt xuống đất, cất bước đi tới trước mặt cô. Khương Hàm Nguyên tiếp tục đi tới, đi mấy bước, chợt nghe tiếng thiếu niên sau lưng. Nếu Tam Hoàng thúc nạp chắc phi, thím thật sự đồng ý. Khương Hàm Nguyên không khỏi khẽ giật mình. Thúc Tiền như cuối cùng đã hạ quyết tâm, bỗng bước nhanh quay lại trước mặt cô, thấp giọng nói: "Người do mẫu hậu sắp đặt trong cung của ta đã bị ta bắt, mới dọa một chút đã nghe lời ta. Đêm qua có báo cho ta, mẫu hậu đi tìm Thái Phi, hôm nay muốn triệu Thím vào cung, nên ta mới tìm cớ ra ngoài. Ta ở ngay ngoài điện của Thái Phi, lời các người nói ta đều nghe được." Cậu nhìn khương hàm nguyên. Tam Hoàng thúc đến cùng nghĩ thế nào, ta cũng không rõ. Có điều ngài ấy thật sự một lòng vì triều đình cũng là vì tốt cho ta chuyện này ta biết trước đây ngài đã có thể cưới thím giờ nếu chối không được nói không chừng sẽ thật sự phải cưới minh châu của tuyết nguyên gì đó coi như là đền bù lại lần trước ta bất kính với thím đi nếu trong lòng thím không muốn không cần nghe thái phi ta có thể giúp thím thiếu niên nói xong hơi ưỡn ngực dù có thế nào ta cũng là hoàng đế cậu đang ở thời kỳ vỡ giọng bỗng cao âm lượng Cuống họng hơi rè rè, lọt vào tai nghe hơi buồn cười. Nhưng biểu cảm cậu lại rất nghiêm túc, mặt hơi ngẩng, giữa mày mang theo mấy phần kiêu ngạo. Khương Hàm Nguyên sừng sốt không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới vị hoàng đế thiếu niên này sẽ nói thế với mình. Cô lấy lại tinh thần, "Đa tạ bệ hạ, nhưng ta thật không sao, việc này không cần bệ hạ nhúng tay, nhiếp chính vương làm việc, tự có suy tính của ngài ấy. Ta không sao cả." Cô dùng giọng khẳng định nói. Thúc tiền nghe xong, dừng mắt trên mặt cô, nhìn lon lon. Khương Hà Nguyên cảm thấy hình như cậu ta đang tìm tòi nghiên cứu mình, lùi lại một bước. Bệ hạ có việc mời đi, ta cũng cáo lui. Cô khom người với thiếu niên trước mặt, lập tức cất bước, xong lại nghe cậu nói. Ta biết thím đang ra vẻ rộng lượng, từ nhỏ đến lớn, phụ nữ ta gặp nhiều rồi, khắp cả một cung, có ai không muốn tranh sủng chứ. Mấy người không tranh, chẳng qua là tranh không nổi thôi. Thím dĩ nhiên rất khác phụ nữ bình thường, song nếu thím muốn thâu tóm lấy trái tim của Tam hoàng thúc ta, cứ thế này là không được. Thím cần thay đổi một chút, ta không ngại nói thẳng với thím, đàn ông trên đời ấy, tất cả đều thích các cô gái dịu dàng biết điều, chứ không thích giống như thím. Khương Hàm Nguyên từ sừng sốt không thôi đến kịp định thần lại, mới gặp mặt, thiếu đế ra vẻ trịnh trọng, cuối cùng lại bày ra vẻ ông cụ non ân cần dạy bảo mình, thực sự không tìm được, sủi một tiếng, bật cười. Thúc tiền lần đầu thấy cô cười, ánh mắt nước ngọt như suối. Ngây ra, lập tức tai phát nóng, mặt đỏ lên, cố gắng chấn định lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà cậu học được nói: Đây là ta có ý nhắc nhở. Thím nghe hay không là do thím. Coi như là ta đền bù chút ít cho lần trước mạo phạm nhé. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong bỏ lại khương hàm nguyên, nhanh chân bước. Lần trước cậu ta bảo sẽ đi xin lỗi, Tam Hoàng thúc lại nói không cần. Lời đã nói nếu không làm, chả nhẽ không phải đám chuột nhất sao, khổ sở vì mãi có cơ hội. Mấy hôm trước lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn ở cấm nguyền, dĩ nhiên cậu đã biết chân tướng, bị chấn động mạnh, đêm qua biết sáng nay cô vào cung, thừa dịp giữa buổi, kêu mót quá thay đồ thoát thân ra, rốt cuộc chặn người xin lỗi, xem như xong một tâm sự. Khương Hàm Nguyên nhìn xem bóng thiếu đế vội vàng rời đi, biến mất chỗ cuối hành lang thành cung, lắc đầu, quay người xuất cung, quay về vương phủ, mới vừa đi vào nhận được một tin. Cực kỳ bất ngờ, thị nữ nói, con gái đại hách vương, vương nữ lâm hoa tới cửa, giờ đang ở khách đường, trang thị đang đón tiếp. Khương Hàm Nguyên ngẩn ra. Nàng ấy đến tìm nhiếp chính vương, không bảo người không có ở đây à. Tám bộ đại hách thuộc tái ngoại Đông Bắc, ít bị lễ giáo trói buộc, con gái không bị cản trở, vốn cũng là chuyện thường, cộng thêm nàng ta là vương nữ, đã được đại hách vương dẫn theo đến Trường An, hẳn ngày thường được sủng ái nếu nàng ta có lòng với Thúc Thận Huy, biết được chuyện đêm qua, sáng nay chạy tới tìm y cũng không phải là chuyện kinh thế hãi tục gì. Thị nữ gật đầu, rồi lắc đầu ngay. Nói rồi à, tiểu tỳ giữ cửa vốn cũng nghĩ là nàng ta tới bái phòng điện hạ, nào ngờ nàng ta nói là đến gặp Vương Phi. Nàng nói đã ngưỡng mộ danh Vương Phi đã lâu, nghe nói ngày gả vào Trường An, lần này mới muốn theo đến. Già Trang khuyên nàng ấy không đi, đành phải hầu cùng chờ Vương Phi về hôm nay thật sự từng chuyện lạ nối đuôi. Khương Hàm Nguyên vội bước đến Khánh Vân Đường, đến nơi, thị nữ mới hô. Vương Phi trở về. Đã thấy tiếng bước chân chạy chậm đến, tiếp đó, từ trong khách đường một thiếu nữ phóng ra, như tỏa sáng trước mắt. Thiếu nữ tuổi chừng 15-16, làn da tuyết trắng, dáng thon dài, đầu đội mũ trâu rực rỡ, một người váy áo rực lửa, chân mang ủng dài chạm khắc, cặp mắt sáng long lanh, mũi nhỏ xinh xắn, môi đỏ tròn vo dung mạo cực ngọt ngào. Vừa ra tới, thấy Khương Hàm Nguyên, liền dàn ánh mắt lên người cô, phát tia lấp lánh. Tỷ chính là nữ tướng quân trường ninh đại danh đỉnh đỉnh ấy ư. Em họ tiêu, tên là Lâm Hoa, em đã sớm nghe đại danh nữ tướng quân của chị. Chị từng lãnh binh đoạt lấy thanh mộc nguyên từ trong tay người địch. Từ nhỏ em đã muốn tập võ đánh trận giống đàn ông rồi, nhưng phụ vương không cho phép, em quấy cỡ nào cũng không được. Năm đó em nghe được tin, đã muốn có một ngày, nếu em được nhìn thấy mặt chị, thật là tốt biết mấy. Giờ em nghe nói tướng quân thành nhiếp chính vương phi đại ngụy, phụ vương trùng hợp cũng tới trường an, em liền xin cha dẫn theo. Hôm nay gặp được mặt tướng quân, em thật vui quá. Tiểu lầm hoa phóng thẳng đến bên người Khương Hàm Nguyên, đưa tay như muốn ôm cô, sắp đụng tới, dường như không dám lại khượng lại, cắn môi, tiếp tục nói. Đêm qua em nghe nói phụ vương hứa gả em cho nhiếp chính vương làm chắc phi, em thật vui, cả đêm ngủ không ngon. Phụ vương nói chờ nói xong chính sự, ông ấy sẽ trao đổi với nhiếp chính vương về hôn kỳ. Em ước gì lập tức là tốt nhất, thế thì em có thể mỗi ngày chung một đường với tướng quân, chị đi đâu, em đi đấy. Dẫu em không thể giúp chị đánh trận, nhưng em biết ca hát nhảy múa. Tướng quân dẫn theo em bên cạnh, chị đánh trận mệt mỏi, em ca hát cho chị nghe, múa cho chị xem, sẽ hết mệt mỏi ngay. Khương Hàm Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn từ trong kinh ngạc, nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, cặp mắt mở to chờ đợi nhìn mình, nhất thời giờ khóc giờ cười không biết nên trả lời thế nào. Lúc này Trang Thị vội vàng đuổi tới, bảo thị nữ chăm sóc người, tự mình mời Khương Hàm Nguyên sang một bên, xin thứ tội luôn miệng, bảo rằng khuyên không đi, lại không có cách nào đuổi người, đắc tội Vương Phi. Khương Hàm Nguyên quay lại không ngừng nhìn sang phía Vương Nữ Lâm Hoa. Không sao, nàng ấy cũng chẳng có ác ý, rất hồn nhiên ngây thơ. Ta rất thích. Trang Thị sừng sốt, cũng quay lại nhìn một cái. Đêm qua từ miệng trương bảo bà nghe được chuyện phát sinh trong điện vạn tưởng. sáng nay cảm thấy lúc nhiếp chính vương rời đi có chỗ nào không đúng, chưa kịp nói không đúng chỗ nào, trong lòng đang ngầm buồn rầu, không biết chuyện sẽ đi đến đâu, nào ngờ hôm nay chính chủ tự mình tới cửa. Cũng không biết vương phi nghĩ thế nào, thấy dáng vẻ ngài ấy hình như thật sự yêu thích cô vương nữ tám bộ chẳng có nửa phần quy tắc này. Chuyện ban ngày kết thúc, đại hách vương cũng xuất cung, đêm nay có bọn hiền vương thiết yến đãi khách, không cần nhiếp chính vương tự mình dự yến mời khách. Thúc thần huy ngồi một mình trong văn lâm các. Hôm nay việc tiến triển thuận lợi, đại hách vương lập thể tuyệt đối không phản bội đại ngụy trong tương lai khi đại ngụy xung đột với bắc địch. Đại ngụy cũng đồng ý, nếu tám bộ gặp nạn, chắc chắn đại ngụy sẽ xuất binh tiến hành bảo vệ. Dẫu đại hách vương có thái độ tích cực, song thúc thần huy từng nhận tin, nội bộ tám bộ thật ra nhìn nhận về đại ngụy đúng là còn chỗ khác biệt chỉ vì còn e ngại uy vọng và sức mạnh của Đại Hách Vương chấn áp mới thúc đẩy chuyến đi thành Trường An này. Đây thật ra là tất nhiên, Đại Ngụy Triều chỉ có quang vinh tỏa sáng mạnh mẽ sau trận chiến với Bắc Địch mới có thể uy ra tứ hải, bát phương giai phục. Không có một trận thắng lợi to lớn trên chiến trường, thứ khác tất cả đều là nói suông. Hoàng hôn buông xuống, sắp tới giờ lên đèn, thúc thận huy có thể xuất cung về vương phủ. Trên thực tế, y cũng cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thật khỏe. Liên tiếp vài đêm ngủ không ngon giấc, giờ chỉ còn lại một mình y, y cảm thấy mệt mỏi. Nhưng y chẳng muốn về. Y vuốt vuốt khuôn mặt cứng lại vì cả một ngày, đẩy hồ sơ xếp trước mặt, đứng dậy quyết định đi ngủ trước. Thôi, ngủ một giấc, chuyện khác, để mai tính. Lão thái giám đi đến, theo sau là trương bảo, thuốc thận huy dừng bước, khẽ nhíu mày. Sao cậu lại tới đây? không phải bảo cậu ở nhà nghe lời nàng sai bảo sao? Giờ y thật sự rất mệt mỏi, người mệt mỏi, trong lòng cũng mệt, ngay cả hai chữ. Vương Phi cũng không buồn nói. Trường bảo không người, nhanh bước đến trước mặt y, thấp dạo nghi. Già Trang đuổi thần vào cung báo điện hạ một tiếng. Trong nhà xảy ra chuyện, chuyện gì? Y lạnh lùng hỏi, lẽ nào là nghe mình nói muốn nạp chắc Phi, sáng nay nàng ta khẩu thị tâm Phi, giờ thu dọn hành trang muốn về nhạn môn sao. Con gái của đại hách vương tiêu lâm hoa đến, vương phi với nàng ấy ở bên nhau tốt vô cùng. Lúc nô tỳ đi ra, vương phi dẫn nàng ấy đi võ đài, đang dạy nàng ấy bắn tên. Già trang nói, vương nữ lâm hoa phái người về bảo đêm nay nàng ta không về dịch quán, muốn cùng vương phi ngủ chung một giường. Trường 42 Ta rất thích. Thúc thần huy đội trời canh năm vẫn còn tối thui rời vương phủ, Hương Hàm Nguyên như mấy hôm trước tự đi võ đài. Thống lĩnh hộ vệ Vương Nhân đã dẫn theo thủ hạ có mặt, một là Tào Thao, hai là Luyện Cùng. song sáng nay chẳng biết vì sao, Vương Phi không cần, Vương Nhân liền dẫn người tự thao luyện, Vương Phi một mình ở sân tập bắn bắn tên. Ánh ban mai dần rõ, đám người thao luyện xong, nhưng Vương Phi còn chưa đi, bèn tìm qua, thấy cô cầm trường côn trong tay tập côn pháp, đang đập mạnh một côn. Rắc một tiếng, trường côn bằng gỗ trong tay cô đứt gãy một viên đá trên mặt đất nhận lực cũng nứt mấy đường theo. Đám người thấy không khỏi âm thầm tắc lưỡi, nín thở nén khí, trong giây lát không dám lên tiếng. Khương Hàm Nguyên cầm trường côn gãy nứt, dừng lại thở dốc một lát, quay lại, thấy mọi người xa xa đang xem, ném côn gãy, lau mồ hôi, đi qua, giải tán mọi người, không cần ở đây. Vương Nhân và bọn thị vệ đi khỏi, cô một mình ngồi trong giáo trường trống trải một lát. Mặt trời mới từ từ mọc, tiếng thở dốc và nhịp tim cô cũng hoàn toàn ổn định. Cúi đầu xòe tay, nhìn vào lòng bàn tay, đứng dậy, quay về phồn chỉ viện. Bàn nãy lần cuối dùng lực quá độ, gãy nứt trường côn, phản lực cũng đã thương mình, vết thương vốn đã khép mặt trong lòng bàn tay lại vỡ toang, dịn ra máu. Cô vào phòng, tự lấy vài thuốc lau rửa, trang thị vừa dịch đi đến, nhìn thấy, phát kinh hãi, chạy lên chụp tay cô xem xét. Vương Phi, tay ngài sao thế? Khương Hàm Nguyên né tránh, thả tay xuống cười nói. Không sao, vừa rồi lau rửa không cẩn thận, sẽ ổn nhanh thôi. Trang thị thở dài. Vương Phi cẩn thận chút, già thấy còn muốn đau. Vương Phi thật chẳng thương tiếc ra thịt mình mấy. Nói xong đưa mắt nhìn vết thương trên trán cô. Dạo này ngày ngày tự bà coi chừng, sớm tối đều xoa thuốc lên vết thương. Ngọc hồn cao của Thái Y Viện coi như có chút công hiệu. Xem ra vết thương đã thuyên giảm không ít, mấy ngày nữa, chắc hẳn sẽ nhìn không ra già dạ có việc gì ạ à? khương hàm nguyên hỏi bà vừa rồi có người trong cung tới nói đồn ý thái phi muốn nói chuyện một lát với ngài bảo nếu hôm nay vương phi rảnh rỗi thì vào cung một chuyến xe đón đang ở bên ngoài trang thị nói xong nhìn sắc mặt cô nếu vương phi không tiện để già sai người đi báo nhiếp chính vương một tiếng tính vương phi khác người nếu ngài ấy không tình nguyện dĩ nhiên dựa theo tâm ý ngài vẫn hơn cho nên trang thị bồi thêm một câu Điện hạ bận rộn, không cần phiền ngài ấy. Việc nhỏ thôi, ta đi là được. Khương Hàm Nguyên đáp. Cô tắm rửa trải đầu thay y phục, vào cung, được người hầu chờ ở cửa cung dẫn vào nội cung đôn ý. Bên cạnh Thái Phi Lan Thái Hậu đang ngồi, gặp lễ, Thái Phi vội gọi người kê ghế cho Khương Hàm Nguyên ngồi bên cạnh mình. Lan Thái Hậu vẫn hoa phục nghiêm trang, mắt đánh giá Khương Hàm Nguyên. Tóc cô trải thành một búi tóc tròn, bên tóc mai cải mấy nha sơ, như trăng phá mây đen, váy áo màu xanh, áo xanh váy hồng nhạt, xuân sam ôm người, từ đầu đến chân đều rất đơn giản. Thái hậu quay sang Thái Phi, cười khen. Thái Phi ngài xem, dung mạo khí độ này của Vương Phi, chỉ cần cài mấy đóa nha sơ, cũng đã áp đảo người. Chắc cô ấy chưa biết, lần trước sau buổi thọ yến của hiền vương lão Vương Phi, quý nữ toàn thành bây giờ đều trải búi tóc mẫu đơn. Làm mấy bà già hoàng hốt còn tưởng đã quay về thời thánh võ hoàng đế. Còn đám trẻ thích trưng diện, Cô nào không điểm mai ngấn chu sa lên giữa chán chứ, rồi bỏ tâm trí nghĩ tinh xảo hơn, biến thành hoa khắc bằng vàng, son nhuộm tím đều, thật sự là đẹp mắt. Nếu không phải ta quá lớn tuổi, ta cũng không kìm được muốn ăn mặc như thế một bận. Vẫn cứ hồn nhiên không phát hiện, cũng chỉ có nữ tướng quân. Thái Phi cũng cười nhìn Khương Hàm Nguyên, lo lắng hỏi thương thế cô trước đây sao rồi, nghe cô nói đã khỏi, gật đầu. Cô vô sự thì tốt rồi, lần trước nghe nói cô xảy ra chuyện, lão thân cực kỳ lo lắng. Nếu không phải ngại cung thành cản trở, lúc ấy Thái Hậu cũng muốn tự mình đi thăm viếng cô. Về sau nếu là không có việc gì, nhớ vào cung nhiều một chút, chớ để một bước cung thành, cản trở tình cảm thiên gia. Khương Hàm Nguyên cảm tạ, Hàn Nguyên xong, Lan Thái Hậu cũng cho tả hữu lui, nhìn Thái Phi. Thái Phi trần trừ một lúc. Đêm qua chuyện trong cung vạn tượng, chắc cô đã biết nhỉ. Khương Hàm Nguyên nói. Đã biết thái phi nhẹ thở dài không nói lan thái hậu nói vương phi có biết nhiếp chính vương định đoạt thế nào không khương hàm nguyên nói không biết điện hạ chưa nói với tôi mặt lan thái hậu thoảng lộ ra mấy phần đồng tình lại đưa mắt sang thái phi thái phi mở miệng nói hôm nay lão thân cho gọi cô chính là vì việc này thứ nhất nghe nói hách vương đầy thành ý e là việc này không dễ chối từ. thứ hai nếu hôn sự thành đối với đại ngụy ta cũng rất có lợi. Hẳn là nhiếp chính vương đang khó xử. Phải biết là, nếu ngài ấy nhận lời, đó cũng là một lòng vì nước, không phải nửa phần có ý bất kính với cô. Cô cần phải thông cảm, càng không được khổ sở tổn thương cơ thể. Cô mới là vương phi độc nhất mà ngài đón qua cổng chính vương phủ, còn lại bất cứ ai, nhiều đến đâu, nào có thể tranh nhau phát sáng với cô. Thái phi phen này ra lời, đầy tha thiết, thực xuất phát từ đáy lòng. Lan Thái Hậu cũng thở dài. Tiên đế phải đi trước, bệ hạ lại không gánh nổi trước trách lớn, thiên hạ đại ngụy này, hiện giờ gánh trên người nhiếp chính vương. Ngài tất nhiên phải làm rất nhiều việc thân bất do kỷ. Nhưng mà, ngài ấy đối tốt với cô, ai nấy đều biết. Đấy cứ xem việc cô xảy ra chuyện trong cấm huyền lần trước, vì tìm cô, ngài bỏ hết mọi việc tự thân dẫn người vào cấm huyền. Tiểu thúc này của ta, chưa từng vì người ngoài mà thất thố vậy. Nếu giờ vì chuyện này mà cuối cùng ngài ấy làm cô thiệt thòi, cũng hoàn toàn là kế sách vì đại ngụy triều, vì bệ hạ mà liên lụy, ta tình nguyện xin cô thứ tội. Nói xong, thực sự đứng dậy định bái Khương Hàm Nguyên. Bà vừa ra vẻ định bái, Khương Hàm Nguyên đã vững vàng đỡ bà, nói. Không dám. Lập tức buông ra, thi lễ với Thái Phi. Đa tạ tôn trưởng yêu mến, nếu không có việc khác, thiếp xin cáo lui. Thái Phi giữ cô dùng cơm, Khương Hàm Nguyên từ chối nhã nhận. Thái Phi giữ không được, đành cho người đưa ra cung. Người vừa đi, Lan Thái Hậu nói. Thái Phi, cô ta kiệm lời ít nói, không nhiều thêm một câu. Ta thực sự có phần không chắc chắn. Ngài xem phải chăng cô ta đã nghe rõ ý rồi. Trận tự thoại sáng nay thật ra là do Lan Thái Hậu thúc đẩy. Chuyện trong cung vạn tượng đêm qua, bà đã biết trước tiên. Tinh tế vì triều đình, cũng là vì tâm tư tế nhị nào đó giấu giếm không để ai biết, bà ngầm trông mong được chuyện nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lo nhiếp chính vương vì e rè khương hàm nguyên nhớ đâu chuyện không thành thế là tìm đến trước mặt thái phi trong đêm chỉ nói nhiếp chính vương tất nhiên bằng lòng tiếp nhận thật sự là bởi vì nếu hôn sự mà thành đối với đại ngụy chỉ trăm lợi mà không có hại có điều hẳn ngài ấy đang e rè vị vương phi mới cưới không lâu thái phi ở sâu trong cung mặc kệ sự đời ngày thường không có chuyện gì chỉ ngủ gà gật nghe lọt tai sáng nay gọi người đến vừa an ủi vừa có chút ý tứ bảo cô thành toàn thái phi nhíu mày cũng là cái duyên trong mắt thật ra ta rất thích cô gái họ khương này nếu không phải vì triều đình ta cũng chẳng nhảy ra quản mấy việc này làm gì nếu người không thông minh chỉ dựa vào vũ lực cô cho rằng có thể làm được tướng quân ư huống chi còn là phận gái thôi lời đã nói xong chuyện khác không phải do ta với cô lan thái hậu bận rộn xương phải lại nói Chuyện đêm qua tự dưng khiến ta nghĩ đến Bệ hạ, ngài đã tròn 14, hẳn cũng nên chọn người làm hoàng hậu cho ngài, như thế, thứ nhất có lợi cho quốc thể, thứ hai, Bệ hạ có thể biết tuổi đã trưởng thành, làm việc không thể vượt quy củ. Nhân đây ta xin thỉnh giáo Thái phi, Thái phi có ai vừa ý chăng? Thái phi nhắm mắt mãi lâu, nói: Người ta rất vừa ý ư? Chính cô tự chọn là được, lấy xuất thân và tính tình làm trọng, còn về phần tài mạo các thứ, có thì tốt, nếu không có cũng không cần cưỡng cầu. Lan Thái Hậu nheo mắt nhìn Thái Phi cười nói. Lời Thái Phi chính hợp ý ta, vậy ta về chọn ra danh sách. Bà lựa lúc đồn ý Thái Phi không quản, cộng thêm tuổi già có chút hồ đồ, ngày thường quen dùng lời hay dỗ ngọt bà, giờ mục đích đã đạt, Thái Phi cũng lộ vẻ mệt mỏi, bèn hầu bên một lát rồi lui ra ngoài, trở lại cung mình. Lúc Khương Hàm Nguyên vào cung là từ cửa phía tây như thường lệ, ra cung, dĩ nhiên cũng theo đó từ cung đôn ý đi ra, qua khỏi từ cục môn ở nội cung, theo cung nhân dẫn đường dọc theo bên phải tường cung mà đi, đang đi, bỗng thấy bóng long bảo phía trước. Đúng là thiếu đế, một thân một mình, đứng ở hành lang dưới tường hoàng cung. Cung nhân tự dưng thấy thiếu đế xuất hiện, cuống quyết lùi một bên, quỳ xuống lễ bái. Thúc tiền cho người lùi ra cả, mắt nhìn Khương Hàm Nguyên, chần chừ một lúc, cuối cùng tự cất bước đi tới. Không phải hành lễ, cậu liếc cô từ đầu đến chân. Lần trước thím xảy ra chuyện, chỗ bị thương thế nào rồi? Khương Hàm Nguyên vẫn giữ lễ, đứng thẳng nói. Đã khỏi hẳn, ta ơn bệ hạ nhớ hỏi thăm. Thiếu niên liền lặng thinh, Khương Hàm Nguyên chờ giây lát, đang định cáo lui tiếp tục xuất cung, chợt nghe cậu mở miệng. Chuyện trong vườn mai bữa trước, ta còn thiếu thím một lần xin thứ tội. Ta đã đồng ý với Tam Hoàng Thúc, xin thứ lỗi, là lỗi của ta. Cậu nói vừa nhanh vừa vội, nói xong, mắt dán lên con đường hành lang bằng gạch đá dưới chân mình, người không nhúc nhích. Khương Hàm Nguyên nao nao, việc ấy cô đã ném ra sau đầu từ lâu, nào ngờ ngài ta vẫn nhớ. Hẳn lúc này tào triều đã kết thúc, song hôm nay vẫn phải tiến hành gặp mặt đại hách vương bàn quốc sự, cậu ta là hoàng đế, lúc này hẳn không rảnh. Nhìn bộ dáng cậu ta, hình như cố ý chờ ở đây. Lẽ nào cậu ta biết mình vào cung, lại tranh thủ chạy tới. Khương Hàm Nguyên không muốn chậm trễ cầu ta nhiều, hơn nữa cũng đã nhìn ra, dù rằng thiếu đế tìm đến xin tội, nhưng vẫn có vẻ không muốn bị mất mặt. Lập tức nói, nếu bệ hạ còn có việc, vậy thì mời đi, thần cũng muốn xuất cung. Giọng điệu cô ôn hòa, đây cũng là lời trong lòng, vở kịch hoang đường như vô lại thế kia, cũng đã qua rồi, cô nào so đo chi. Thúc tiền vâng đáp, vẫn dán mắt xuống đất, cất bước đi tới trước mặt cô. Khương Hàm Nguyên tiếp tục đi tới, đi mấy bước, chợt nghe tiếng thiếu niên sau lưng. Nếu Tam Hoàng thúc nạp chắc phi, thím thật sự đồng ý. Khương Hàm Nguyên không khỏi khẽ giật mình. Thúc tiền như cuối cùng đã hạ quyết tâm, bỗng bước nhanh quay lại trước mặt cô, thấp giọng nói, người do mẫu hậu sắp đặt trong cung của ta, đã bị ta bắt, mới dọa một chút đã nghe lời ta. Đêm qua có báo cho ta, mẫu hậu đi tìm Thái Phi, hôm nay muốn triệu thím vào cung. Nên ta mới tìm cớ ra ngoài, ta ở ngay ngoài điện của thái phi lời các người nói ta đều nghe được cậu nhìn khương hàm nguyên tam hoàng thúc đến cùng nghĩ thế nào ta cũng không rõ có điều ngài ấy thật sự một lòng vì triều đình cũng là vì tốt cho ta chuyện này ta biết trước đây ngài đã có thể cưới thím giờ nếu chối không được nói không chừng sẽ thật sự phải cưới minh châu của tuyết nguyên gì đó coi như là đền bù lại lần trước ta bất kính với thím đi nếu trong lòng thím không muốn không cần nghe thái phi ta có thể giúp thím. Thiếu niên nói xong, hơi ưỡn ngực. Dù có thế nào, ta cũng là hoàng đế. Cậu đang ở thời kỳ vỡ giọng, bỗng cao âm lượng, cuống họng hơi rè rè, lọt vào tai nghe hơi buồn cười. Nhưng biểu cảm cậu lại rất nghiêm túc, mặt hơi ngừng, giữa mày mang theo mấy phần kiêu ngạo. Khương Hàm Nguyên sừng sốt không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới vị hoàng đế thiếu niên này sẽ nói thế với mình. Cô lấy lại tinh thần. Đa tạ bệ hạ, nhưng ta thật không sao, việc này không cần bệ hạ nhúng tay, nhiếp chính vương làm việc, tự có suy tính của ngài ấy. Ta không sao cả, cô dùng giọng khẳng định nói. Thuốc tiền nghe xong, dừng mắt trên mặt cô, nhìn lon lon. Khương Hà Nguyên cảm thấy hình như cậu ta đang tìm tòi nghiên cứu mình, lùi lại một bước. Bệ hạ có việc mời đi, ta cũng cáo lui. Cô kho người với thiếu niên trước mặt, lập tức cất bước, xong lại nghe cậu nói. Ta biết thím đang ra vẻ rộng lượng, từ nhỏ đến lớn, phụ nữ ta gặp nhiều rồi, khắp cả một cung, có ai không muốn tranh sủng chứ? Mấy người không tranh, chẳng qua là tranh không nổi thôi. Thím dĩ nhiên rất khác phụ nữ bình thường, song nếu thím muốn thâu tóm lấy trái tim của Tam hoàng thúc ta, cứ thế này là không được. Thím cần thay đổi một chút, ta không ngại nói thẳng với thím, đàn ông trên đời ấy, tất cả đều thích các cô gái dịu dàng biết điều, chứ không thích giống như thím. Khương Hà Nguyên từ sừng sốt không thôi đến kịp định thần lại, mới gặp mặt, thiếu đế ra vẻ trịnh trọng, cuối cùng lại bày ra vẻ ông cụ non ân cần dậy bảo mình, thực sự không tìm được, xùy một tiếng, bật cười. Thúc tiền lần đầu thấy cô cười, ánh mắt nước ngọt như suối, ngây ra, lập tức tai phát nóng, mặt đỏ lên, cố gắng chấn định lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà cậu học được nói. Đây là ta có ý nhắc nhở, thím nghe hay không là do thím coi như là ta đền bù chút ít cho lần trước mạo phạm nhé. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong bỏ lại khương hàm nguyên, nhanh chân bước. Lần trước cậu ta bảo sẽ đi xin lỗi, tam hoàng thúc lại nói không cần. Lời đã nói, nếu không làm, chả nhẽ không phải đám chuột nhất sao? khổ sở vì mãi có cơ hội. Mấy hôm trước lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn ở cấm nguyền, dĩ nhiên cậu đã biết chân tướng. bị chấn động mạnh, đêm qua biết sáng nay cô vào cung, thừa dịp giữa buổi kêu mót quá thay đổ thoát thân ra, rốt cuộc chặn người xin lỗi, xem như xong một tâm sự. Khương Hàm Nguyên nhìn xem bóng thiếu đế vội vàng rời đi, biến mất chỗ cuối hành lang thành cung, lắc đầu, quay người xuất cung, quay về vương phủ, mới vừa đi vào, nhận được một tin. Cực kỳ bất ngờ, thị nữ nói, con gái đại hách vương, vương nữ lâm hoa tới cửa, giờ đang ở khách đường, trang thị đang đón tiếp. Khương Hàm Nguyên ngẩn ra. Nàng ấy đến tìm nhiếp chính vương không bảo người không có ở đây à. Tám bộ đại hách thuộc tái ngoại Đông Bắc, ít bị lễ giáo trói buộc, con gái không bị cản trở, vốn cũng là chuyện thường, cộng thêm nàng ta là vương nữ, đã được đại hách vương dẫn theo đến Trường An, hẳn ngày thường được sủng ái. Nếu nàng ta có lòng với Thúc Thần Huy, biết được chuyện đêm qua, sáng nay chạy tới tìm y cũng không phải là chuyện kinh thế hãi tục gì. Thị nữ gật đầu, rồi lắc đầu ngay. Nói rồi à, tiểu tỷ giữ cửa vốn cũng nghĩ là nàng ta tới bái phòng điện hạ, nào ngờ nàng ta nói là đến gặp Vương Phi. Nàng nói đã ngưỡng mộ danh Vương Phi đã lâu, nghe nói ngày gả vào Trường An, lần này mới muốn theo đến. Già Trang khuyên nàng ấy không đi, đành phải hầu cùng chờ Vương Phi về. Hôm nay thật sự từng chuyện lạ nối đuôi, Khương Hàm Nguyên vội bước đến Khánh Vân Đường, đến nơi, thị nữ mới hô. Vương Phi trở về, đã thấy tiếng bước chân chạy chậm đến, tiếp đó từ trong khách đường một thiếu nữ phóng ra, như tỏa sáng trước mắt. Thiếu nữ tuổi chừng 15-16, làn da tuyết trắng, dáng thon dài, đầu đội mũ trâu rực rỡ, một người váy áo rực lửa, chân mang ủng dài chạm khắc, cặp mắt sáng long lanh, mũi nhỏ xinh xắn, môi đỏ tròn vo, dung mạo cực ngọt ngào. Vừa ra tới, thấy Khương Hàm Nguyên, liền dàn ánh mắt lên người cô, phát tia lấp lánh. Tỷ chính là nữ tướng quân trường Ninh Đại Danh đỉnh đỉnh ấy ư em họ tiêu tên là lâm hoa em đã sớm nghe đại danh nữ tướng quân của chị chị từng lãnh binh đoạt lấy thanh mộc nguyên tử trong tay người địch từ nhỏ em đã muốn tập võ đánh trận giống đàn ông rồi nhưng phụ vương không cho phép em quấy cỡ nào cũng không được năm đó em nghe được tin đã muốn có một ngày nếu em được nhìn thấy mặt chị thật là tốt biết mấy giờ em nghe nói tướng quân thành nhiếp chính vương phi đại ngụy phụ vương trùng hợp cũng tới trường an em liền xin cha dẫn theo hôm nay gặp được mặt tướng quân, em thật vui quá. Tiểu lầm hoa phóng thẳng đến bên người Khương Hàm Nguyên, đưa tay như muốn ôm cô, sắp đụng tới, dường như không dám lại khượng lại, cắn môi, tiếp tục nói. Đêm qua em nghe nói phụ vương hứa gả em cho nhiếp chính vương làm chắc phi, em thật vui, cả đêm ngủ không ngon. Phụ vương nói chờ nói xong chính sự, ông ấy sẽ trao đổi với nhiếp chính vương về hôn kỳ. Em ước gì lập tức là tốt nhất, thế thì em có thể mỗi ngày chung một đường với tướng quân, chị đi đâu, em đi đấy. Dẫu em không thể giúp chị đánh trận, nhưng em biết ca hát nhảy múa. Tướng quân dẫn theo em bên cạnh, chị đánh trận mệt mỏi, em ca hát cho chị nghe, múa cho chị xem, sẽ hết mệt mỏi ngay. Khương Hàm Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn từ trong kinh ngạc, nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, cặp mắt mở to chờ đợi nhìn mình, nhất thời giờ khóc giờ cười không biết nên trả lời thế nào. Lúc này Trang Thị vội vàng đuổi tới, bảo thị nữ chăm sóc người, tự mình mời Khương Hàm Nguyên sang một bên, xin thứ tội luôn miệng, bảo rằng khuyên không đi, lại không có cách nào đuổi người, đắc tội Vương Phi. Khương Hàm Nguyên quay lại không ngừng nhìn sang phía Vương Nữ Lâm Hoa. Không sao, nàng ấy cũng chẳng có ác ý, rất hồn nhiên ngây thơ. Ta rất thích. Trang thị sừng sốt, cũng quay lại nhìn một cái. Đêm qua từ miệng trương bảo bà nghe được chuyện phát sinh trong điện vạn tượng, sáng nay cảm thấy lúc nhiếp chính vương rời đi có chỗ nào không đúng, chưa kịp nói không đúng chỗ nào, trong lòng đang ngầm buồn rầu, không biết chuyện sẽ đi đến đâu, nào ngờ hôm nay chính chủ tự mình tới cửa. Cũng không biết Vương Phi nghĩ thế nào, thấy dáng vẻ ngài ấy hình như thật sự yêu thích cô Vương nữ tám bộ chẳng có nửa phần quy tắc này. Chuyện ban ngày kết thúc, Đại Hách Vương cũng xuất cung, đêm nay có bọn hiền Vương thiết yến đãi khách, không cần nhiếp chính Vương tự mình dự yến mời khách. Thúc thận huy ngồi một mình trong văn lâm các. Hôm nay việc tiến triển thuận lợi, đại hách vương lập thể tuyệt đối không phản bội đại ngụy trong tương lai khi đại ngụy xung đột với bắc địch đại ngụy cũng đồng ý nếu tám bộ gặp nạn chắc chắn đại ngụy sẽ xuất binh tiến hành bảo vệ dẫu đại hách vương có thái độ tích cực song thúc thần huy từng nhận tin nội bộ tám bộ thật ra nhìn nhận về đại ngụy đúng là còn chỗ khác biệt chỉ vì còn e ngại uy vọng và sức mạnh của đại hách vương chấn áp mới thúc đẩy chuyến đi thành trường an này đây thật ra là tất nhiên Đại Ngụy Triều chỉ có quang vinh tỏa sáng mạnh mẽ sau trận chiến với Bắc địch mới có thể uy ra tứ hải, bát phương giai phục. Không có một trận thắng lợi to lớn trên chiến trường, thứ khác tất cả đều là nói suông. Hoàng hôn buông xuống, sắp tới giờ lên đèn, thúc thận huy có thể xuất cung về vương phủ. Trên thực tế, y cũng cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thật khỏe. Liên tiếp vài đêm ngủ không ngon giấc, giờ chỉ còn lại một mình y, y cảm thấy mệt mỏi nhưng y chẳng muốn về. Y vuốt vuốt khuôn mặt cứng lại vì cả một ngày đầy hồ sơ xếp trước mặt, đứng dậy quyết định đi ngủ trước. Thôi, ngủ một giấc, chuyện khác để mai tính. Lão thái giám đi đến, theo sau là Trương Bảo, thuốc Thận Huy dừng bước, khẽ nhíu mày. "Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo cậu ở nhà nghe lời nàng sai bảo sao?" Giờ y thật sự rất mệt mỏi, người mệt mỏi, trong lòng cũng mệt, ngay cả hai chữ Vương Phi cũng không buồn nói. Trương Bảo không người, nhanh bước đến trước mặt y, thấp giọng nghi. Già Trang đuổi thần vào cung báo điện hạ một tiếng. Trong nhà xảy ra chuyện, chuyện gì? Y lạnh lùng hỏi, lẽ nào là nghe mình nói muốn nạp chắc phi, sáng nay nàng ta khẩu thị tâm phi, giờ thu dọn hành trang muốn về nhạn môn sao? Con gái của đại hách vương tiêu lâm hoa đến, vương phi với nàng ấy ở bên nhau tốt vô cùng, lúc nô tỳ đi ra, Vương phi dẫn nàng ấy đi võ đài, đang dạy nàng ấy bắn tên. Già Trang nói, vương nữ Lâm Hoa phái người về bảo đêm nay nàng ta không về dịch quán, muốn cùng vương phi ngủ chung một giường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 43. Sáng là ta bị nàng chọc giận. Thúc Thận Huy chớp mắt, vẻ đầy cổ quái, đứng hình tại chỗ một lát, bỗng kêu hồi phủ, cất bước ra khỏi Văn Lâm Các. Đi quay về vương phủ, hỏi người gác cổng, được biết đại hách vương nữ vẫn chưa rời đi bèn đến phồn chỉ viện thị nữ báo vương phi đưa vương nữ đi võ đài đến giờ người còn chưa về y trực tiếp đi võ đài trang thị dẫn mấy thị nữ bưng trà trái cây khăn tay các thứ đang đợi ở cửa giáo trường thấy y vội vàng tới đón vương phi còn trong đó hả thúc thận huy ngừng bước hờ hững hỏi trang thị gật đầu giải thích thật ra là vương nữ không chịu đi nói ngưỡng mộ vương phi đã lâu bám theo không buông còn nói thường ngày nàng ta cũng biết kỵ xạ, muốn để Vương Phi xem thử nàng ấy luyện thế nào. Vương Phi liền dẫn nàng ấy tới đây. Trang thị sống nửa đời người, chuyện trong cung ngoài cung gì chưa từng gặp qua, nhưng như hôm nay thực sự là lần đầu trong đời, nhắc đến, cũng bất đắc dĩ đầy mặt. Thúc thận huy ừ đáp, lệnh người theo tới đi hết, dương mắt liếc phía trước, cất bước đi tới. Bên cạnh không có ai, sắc mặt y trong phút chốc âm u, bước chân càng nhanh rất nhanh đã tới sân tập bắn quả nhiên phía trước có hai bóng người đập vào mi mắt lúc đó hoàng hôn đã chìm sâu trời sắp tối mượn chút sắc trời ban ngày sau cùng còn sót lại y nhìn thấy cô con gái khương ra đứng sau lưng một thiếu nữ áo đỏ tay nắm tay hỗ trợ nàng ta kéo cung vòng cung dần dần bị kéo đến căng tròn vút tên bay đi cắm phập vào chiếc bia cách trăm bước đối diện thiếu nữ áo đỏ chạy vội tới trước bia ngạc nhiên hoan hô trong miệng vừa hô hào chúng hồng tâm chúng hồng tâm. Vừa như chim nhỏ bay về trước mặt nàng ấy, tí thì nhào vào lòng nàng ấy. Sao vậy mà em có thể bắn chúng hồng tâm, tướng quân tỷ tỷ, chị quá lợi hại. Thiếu nữ ôm lấy cánh tay của nàng ấy, nhảy cẫng không ngừng. Y nhìn thấy nụ cười tươi đầy cương chiều của nàng, nói. Hạng nhất trong bắn tên, vốn dĩ lực cánh tay cực kỳ quan trọng. Lực cánh tay của muội muội không đủ, cũng không nên cưỡng cầu, luyện nhiều kỹ xảo, hộ công rồi thì tương lai cũng có thể thành thiện xạ. Thiếu nữ gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lóng lánh nhìn, mặt đầy vẻ sùng bái. Cô nhìn sắc trời, thu cung tên. Muộn rồi, bên này đã xong, về đi. Thiếu nữ lập tức cướp công dọn dẹp giúp cô. Tướng quân tỷ tỷ, trước chuyện đi trường an này, e quả nằm mơ cũng không ngờ, em có thể may mắn thế. Xin chỉ giáo. Cô thuận miệng tiếp lời. Thiếu nữ như bị moi tâm sự, nụ cười trên mặt dần biến mất, cúi đầu đứng tại chỗ, bất động. Cô đi lại, dịu dàng hỏi. Em sao thế? Thiếu nữ chậm rãi ngẩng lên. Tướng quân tỷ tỷ, em có một người bạn tốt chơi từ nhỏ, là con gái của bạch thủy bộ vương tám bộ. Ngay mấy tháng trước, cô ấy bị phụ thân gả cho một bộ vương khác. Ông ta tóc trắng xóa, già đến mức có thể làm tổ phụ cô ấy. Cô ấy không muốn, nhưng nào có cách gì. Em đi tìm phụ vương, xin phụ vương giúp cô ấy, phụ vương cũng mặc kệ, còn không cho em quản. Vào ngày gả đi, em thấy cô ấy khóc lóc bị đưa đi. Trong lòng em rất khó chịu, phụ vương em yêu thương em, cho em thứ tốt nhất, nhưng em biết, rồi sẽ có một ngày, ông ấy cũng sẽ gả em cho một người mà ông cho rằng cần gả. Đây chính là số mệnh của bọn em. Thúc thận Huy không có đến nửa phần tâm trạng đồng tình, lại thấy Khương Nữ bước lên, kéo người vào lòng, như thương tiếc vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng ta, như là đang an ủi thiếu nữ tựa trên vai nàng ấy chỉ chốc lát, rất nhanh sau đó, ngẩng lên, quệt mắt, mặt tươi cười, giọng đổi sang vui vẻ trở lại. Lần này thì hay rồi à, em không ngờ, tự dưng phụ vương hứa gả em cho nhiếp chính đại vương. Về sau em có thể cùng tướng quân tỷ tỷ bên nhau. Em thật sự nằm mơ còn phải bật cười, nhiếp chính đại vương không có đây, đêm nay em không về nữa. Em muốn ngủ chung với tướng quân tỷ tỷ một hôm, được không? Thiếu nữ tung ống tay áo nàng ấy, bắt đầu vòi vĩnh. Dường như nàng ấy chỉ trầm ngâm, không cự tuyệt ngay. Chuyện gì đây, coi mình chết rồi sao? Thúc thận huy nhịn rồi lại nhẫn, đến giờ không nhìn nổi nữa, chỉ thấy gân chán mình giật thình thịch, đang muốn ra mặt cắt đứt, chợt nghe vương nữ lại hỏi. Đúng rồi, tướng quân tỷ tỷ, chỉ có biết lúc nào nhiếp chính đại vương có thể quay về không? Em cũng muốn hỏi ngài ấy, khi nào thì ngài ấy cho phụ vương em một câu trả lời chắc chắn, cưới em tốt nhất thừa dịp phụ vương em còn đây, nhanh gọn mấy bữa này luôn, vậy thì em khỏi cần về nữa." Thúc Thận Huy đang muốn phóng tới, đột nhiên nghe thế, giật mình, không tiến mà trái lại lùi về, vô ý đạp phải hòn đá dưới chân, phát ra một tiếng động lạ rất nhỏ. Khương Hàm Nguyên quay lại, liếc mắt tới. Thúc Thận Huy biết đã bị nàng ấy phát hiện. Sắc mặt y âm trầm, răng đầy khói đen, chắp hai tay sau lưng, nện bước khoan thai, không nhanh không chậm bước tới cuối cùng dừng trước mặt Khương Hàm Nguyên. Hai luồng ánh mắt, lạnh lùng lướt qua vương nữ còn dắt ống tay áo cô, mở miệng. Vị này chính là vương nữ đại hách à? Sao lại đưa nàng ấy đến đây? Vương phủ ta có đạo đái khách thế sao? Truyền ra ngoài, sẽ để người ta tưởng rằng vương phủ ta khinh mạn. Tiêu lâm hoa giật mình. Người đàn ông này đột nhiên bước ra, tuổi rất trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, cũng xem như là đẹp trai, song sắc mặt âm âm u u, cực kỳ dọa người, lúc hai luồng ánh mắt đảo qua người mình uy nghiêm bức người, như kiếm xương liếc qua người. Đến khi hắn mở miệng, giọng càng hung ác, cứ như hung thần chui ra từ lỗ đất xuất hiện, nàng chưa từng gặp ai như thế, nghe ra thì có vẻ chính là nhiếp chính vương đại ngụy. Không khỏi vừa kinh vừa khiếp, đến chào cũng không dám, ngượng ngùng buông lỏng tay áo đang kéo của nữ tướng quân, lặng lẽ rời bước chân, chậm rãi núp sau cô, không hé một tiếng. Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn tiêu lâm hoa, biết cô bé đã bị y dọa sợ. Thật ra đừng nói nàng ấy, chính Khương Hàm Nguyên cũng khó hiểu. Lần đầu tiên thấy y lộ ra vẻ khó coi thế, mở miệng hỏi ba hồi, một mạch trách cứ thể diện mình. Có người ngoài kề bên, cô không muốn làm y mất mặt, chỉ nói. Điện Hà về rồi à, e là điện Hà có chỗ hiểu lầm. Vương nữ đến nhà bái phòng, vừa hay nàng ấy cũng biết kỵ xạ, ta mới đưa nàng ấy đến đây so tài vài vòng nói xong chuyển sang vương nữ đang núp sau lưng mình, mỉm cười nói. Chớ sợ, vị này chính là nhiếp chính vương. Tiểu lâm hoa nhắm mắt bước ra từ sau lưng cô, hành lễ với nam tử đối diện, y mắt lạnh nhìn, mặt đơ đơ, tiểu lâm hoa càng thêm sợ hãi, ngó qua nữ tướng quân kế bên, miễn cưỡng lấy hết dũng khí, lý nhí như mũi kêu. Nếu đại vương nhận lời cầu hôn của phụ vương ta, ta, tương lai ta chắc chắn sẽ làm chắc phi của đại vương thật tốt. Thúc thận huy lướt mắt qua mặt Khương Hàm Nguyên, cô xoay mặt, không nhìn y. Y quay đi, kêu người một tiếng, cách hơi xa, bà nãy y đã để người dừng ngoài cửa giáo trường cả, không ai lên tiếng đáp. Người đâu? Y bỗng lên giọng, quát to một tiếng. Tiêu lâm hoa sợ run cả người, bọn trang thị nghe được, cảm giác giọng y có ý hơn, vội vội vàng vàng chạy đến. Đưa vương nữ về khách điếm. Y lạnh lùng nói, trang thị không dám hỏi nhiều, bước ra trước mời vương nữ đi theo tôi. Tiểu lầm hoa đưa mắt nhìn Khương Hàm Nguyên, vành mắt đỏ hoe, khoe mắt ngận nước muốn khóc, đến câu cáo lui cũng không dám nói, cúi đầu theo trang thị cất bước mà đi. Khương Hàm Nguyên thực nhìn không nổi, trong hai luồng ánh mắt đang nhìn lon lon đối diện, bước lên, nhẹ nắm tay nàng, mỉm cười nói. Đi thôi, ta đưa muội ra ngoài. Tiểu lầm hoa như chút được gánh nặng, cuống quyết gật đầu, ghé sát vào người, cũng chẳng dám quay đầu lại, như chạy trốn khỏi giáo trường, cuối cùng cảm giác tay nhiếp chính vương kia không còn thấy mình, lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng nói. Tướng, quân tỷ tỷ, phải chăng là đại vương ghét em, em, em hơi sợ ngài ấy, em. Nàng ấy vốn định nói, em không muốn làm chắc phi của ngài ấy, có thể không làm chắc phi với chị không, nói chữ đầu, tự biết không ổn, lại nuốt xuống. Khương Hàm Nguyên chỉ nói nàng là bị dọa ác quá, nói năng lộn xộn cả, rồi an ủi đừng sợ, mới nhìn thì y thế thôi, nhưng người lại tốt. Tiểu lâm hoa có đánh chết cũng không tin, tâm sự nặng nề được đưa ra vương phủ, lên xe chạy trối chết. Khương Hà Nguyên đưa mắt nhìn vương nữ rời đi, xoay người đi vào, trang thị nói nhiếp chính vương đang đợi cô trong phòng. Cô bước vào, y không ngồi, đang đứng cạnh một bàn để đèn trước giường trong phòng, vẫn trầm mặt, thấy cô tới, cũng không nói gì. Khương Hàm Nguyên không hiểu, sáng nay người nói muốn nạp phi là y đêm nay về nhà phát cáu khó hiểu cũng là y tính cô cũng không nhịn được chuyện vừa rồi ý ngài là sao vừa rồi nếu không phải ở trước mặt người ngoài ngài xem xem ta có để ý đến ngài không chứ cô thực sự không muốn nhìn mặt y nói xong xoay người định ra ngoài dừng lại cùng với tiếng quát thúc thận huy chậm rãi bước đến trước mặt cô ta không biết nàng còn có thể thương hương tiếc ngọc thế đấy thật sự là cam bái hạ phong sao. Sao cam tâm tình nguyện khuất phục không phàn nàn ta thán. Cơn giận trên vẻ mặt y biến mất, chỉ còn vẻ diễu cợt. Khương Hàm Nguyên liếc y. Điện hạ lại uống say rồi à. Chớ quên lời sáng nay ngài đã nói. Cô bé tiêu ra thì sao nào. Ngài bộc phát tính tình thế, không khỏi phong độ sai lầm rồi. Y như không nghe thấy, chẳng đổi sắc, tiếp tục quan sát cô một lát, yếu ớt lạnh giọng. Ta thấy nàng rất hào hứng ấy chứ nhỉ. Điện hạ ngài nhìn lầm rồi. Y tiếp tục nhìn cô đăm đăm, yên lặng một lát, chợt nói. Từ mai, không được qua lại với cô ta. Nếu cô ta lại đến, nói nàng không có ở nhà. Khương Hàm Nguyên nghe Y càng nói càng ngang ngược, không muốn nhiều lời với Y, ngửa bước đi luôn, thình lình bị Y nắm lấy cổ tay, ra sức kéo một cái, cô không đề phòng, bị Y kéo bổ nhào vào Y, mặt đối mặt, gương mặt cỏ qua cổ áo tròn chiều phục trên người Y tương đối cứng, hơi nho nhói, cuối cùng dừng mặt kề một bên cổ y. Làn da đàn ông mát lạnh, hơi thở phả vào mặt cô rất nóng. Hơi nóng kẹp trong mắt lạnh như vật sống, dọc theo chỗ da tiếp xúc giữa cô với y nhanh chóng lan qua cổ cô, chui xuống vào áo trong. Lúc này cô mới giật mình, cả người mình đã nhào vào lòng y, dán người dán mặt vào cùng một chỗ. Cô cứng đờ, cảm thấy như dưới lớp y phục toàn bộ da thịt nơi ngực mình nổi cơn vương vướng nho nhỏ, nhịp tim hơi gấp, sợ bị y cảm thấy vội vàng ngửa người ra sau muốn thoát. Y lại đang dỗi, quả thực không thả, tay mang mấy phần khí lực, trong tích tắc cô không thể thoát khỏi, cứ thế, hai người im lìm không nói, một muốn tránh, một không thả, dây dưa, chân đẩy qua lại, đụng phải đèn án. ầm uhm, bộ chân nến bạc không chịu được lực bị rơi xuống đất, nhưng ngả ngay ngắn nằm xuống đất, ngọn nến đang cháy bị dập tắt, trong phòng lập tức tối thui. Bóng tối đen kịt đâu như có thể làm cảm giác của cơ thể trở nên càng thêm nhạy cảm lúc này cô cảm giác rõ cơ thể y đã khác lạ hình như y cũng ý thức được chậm rãi ngừng lại nhưng vẫn siết chặt cánh tay khóa cánh tay và một phần cơ thể cô vẫn không hoàn toàn buông ra hai người bỗng bất động trong bóng đen tự dưng dáng xuống đầu hơi thở người đàn ông bên cạnh thô gấp lạ thường từng hơi như phả vào vành tai cô bỗng cô cảm thấy mặt y sấn tới mình buổi sáng là ta bị nàng làm tức điên nàng thật sự không biết trong bóng tối cùng với một sợi hơi thở ấm áp, y kề môi đến bên tai cô, chất giọng mang theo vài phần khàn khàn quen thuộc, trầm thấp vang lên dọc theo tai cô. Trái tim đấm thùng thùng vào ngực Khương Hàm Nguyên. Ý là sao? Sao lại là y bị cô chọc tức? Ý ngài là gì? Cô thật nhịn không nổi, bật thốt, thấp giọng hỏi hắn, khí tức không chừng. Thôi, ta không nói. Nàng cho rằng ta là ai chứ? Ai đến ta đều sẽ cưới. Trong bóng tối, cô nghe tiếng y hư lạnh. Khương Hàm Nguyên cảm thấy rất không biết làm thế nào. Cô thấy hình như mình nghe hiểu y, nhưng cũng hình như càng thêm mơ hồ. Cô thực không rõ, sao con người có thể vui giận vô thường đến mức đó. Đang giữa mấy phần mờ mịt, ở gian ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó, giọng trang thị mang theo mấy phần trần trừ vọng vào. Điện hạ, vương phi. Chắc vừa rồi đụng đổ giá đèn gây động tĩnh không nhỏ, kinh động đến người bên ngoài. Khương Hàm Nguyên không mở miệng, y cũng chẳng đáp. Điện hạ, vương phi, đã xảy ra chuyện gì thế? Trang thị chờ dây lát, mãi không nghe thấy tiếng trả lời, làm sao biết tình cảnh bên trong, nhỡ xảy ra chuyện ngoài y muốn, bèn bất an gõ cửa lần nữa, cao giọng hơn. Ngày mau buông tay, y còn ôm eo cô không buông, Khương Hàm Nguyên nhất thời không nghĩ được gì khác, thầm nghiến răng, thấp giọng ra lệnh. Y chợt hơi nhúc nhích, chậm rãi buông tay, rốt cuộc thả cô ra. Khương Hàm Nguyên lấy lại bình tĩnh, lên tiếng đáp vọng ra không sao, lập tức ngồi xuống, sờ lấy mồi lửa rơi xuống cạnh chân, đốt lại đèn. Lặng lẽ dương mắt, thấy y đã quay lưng đi, nhanh bước vào phòng tắm. Có lẽ cô đoán được y đang làm gì, giả vờ không biết, đương nhiên cũng không để bọn trang thị vào, tự lật chiếc giá đèn lật úp lên, đối lại từng chiếc, lát sau, nghe tiếng bước chân sau lưng, quay lại. Y đã ra, thần sắc đã khôi phục như thường, dùng chất giọng có tí lạnh nhạt nói. Đêm nay ta về, là phải báo cho nàng một tiếng, mấy ngày nữa võ đài của Hoàng Cung sẽ cử hành cuộc thi xuân sáu quân. Theo quy định năm trước, ngoài trừ bệ hạ, mấy người thái hậu cũng sẽ đến, vì trợ uy cho sáu quân, đến trường đó nàng sẽ cùng đi. Y cất bước đi ra. Ta còn có việc, đêm nay ở trong cung, nàng tự nghỉ ngơi đi. Trong ánh mắt chăm chú của Khương Hàm Nguyên, y ra khỏi phòng, đột ngột đến, rồi đi cũng đột ngột chương 44, bệnh rồi, thuốc thận huy nhanh chân bước ra ngoài. Trương bảo ở phía sau vội vàng đuổi theo, đầy khó xử, thấy y muốn ra cửa bèn hỏi. Điện hạ, nô tỳ nên, ở lại, ở lại với nàng. Thuốc thận huy gầm lên. Tối nay y cưỡi ngựa về, rất nhanh, hầu cận bèn dắt ngựa của y tới. Y lên ngựa, chạy hơn 10 trượng, lúc sắp vượt qua góc đường trước cổng vương phủ, hơi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Cánh cổng kia đã khép lại sau lưng y. Dĩ nhiên, sẽ không ai đuổi theo giữ y lại. Vương phủ từ trên xuống dưới, ai nấy đều quen với việc đêm đêm y vội vàng về, lại vội vàng đi. Y luôn có việc chưa làm xong, người gặp không hết. Tùy lúc tùy nơi, dù khuya khoắt bị gọi dậy xuất phủ cũng đã nhìn quen không trách. Tâm tình y chìm ngìm, một loại lạc lõng như bị vứt bỏ lãng quên. Cảm giác chiếm thượng phong cao vút với nàng ấy, giờ chẳng còn sót lại chút gì y hơi thẳng thốt, ngón tay vô tình nới lỏng cương ngựa. Con ngựa hiểu lầm, chậm ngừng vó, y mặc cho ngựa dẫn, đứng ở góc đường, mấy cận vệ cũng lặng lặng chờ sau lưng y. Chân trời xa xa bỗng phát một trận sấm rền, đỉnh đầu như có hòn đá to lớn ù ù lăn qua. Dinh thự láng giềng đều là hào môn phú quý, sau khi trời tối, đường phố ở đây vốn thưa thất xe ngựa, xa xa mấy tên nô bộc không biết của nhà ai đi tới, sợ mưa đêm xối đến, sách đèn lồng bước nhanh, hối hả chạy. Trung quanh trà mấy chốc đã trống trải, đêm đen như mực giữa không trung, tiếng sáo trúc vui tiệc yến không biết từ tường cao của nhà nào bay tới, từng tia từng sợi âm thanh của ca cơ huyền truyền hầu hạ lẫn vào, tiếng cười nói vui vẻ, như xa như gần, chọc lòng người. Lại một cơn sấm rền ầm ầm lăn qua đỉnh đầu, gió đêm cuốn từ mặt đất như con sóng. Con ngựa không thấy chủ nhân ra lệnh, bất an gõ móng trước một giọt mưa đêm mang theo cái lạnh mùa xuân trường an đột ngột rơi xuống, đập vào chán y. Y thoảng như nghe được tiếng nước vỡ vụn bắn ra nơi lông mày mình. Thúc thận huy dục ngựa, cuối cùng đi tới chỗ duy nhất y có thể đi. Thời điểm này cổng cung đã khóa, y vào từ cửa phụ mình thường ra vào vào ban đêm, đến khi vào tới văn lâm các, người đã bị ướt xuống bởi cơn mưa xuân lạnh chợt xối xuống. Lão thái giám vội vàng hầu y thay đồ, thu xếp xong xuôi, cảm giác mệt mỏi ban nãy trước lúc y về nhà lại ập tới. Không muốn làm gì cả, y đi vào nội điện thường dùng để chập mắt, ngả lưng đi ngủ. Y biết mình cần nghỉ ngơi gấp, nhưng khép mắt cơn buồn ngủ lại vẫn chậm chạp không tới làm y cảm thấy rất bức bối. Cuối cùng y đứng dậy, ra châm đèn, bắt đầu thẩm duyệt tấu trương. Từ lần giáo huấn ở Thái Miếu xong, y cảm nhận thúc tiền có thay đổi rõ rệt. Trong ngoài triều hội, rõ ràng thiếu đế để tâm hơn trước, việc liên quan đến trả lời và xử lý chiều chính cũng rất có tiến bộ. Điều này làm y thấy vui. Từ sau lần đó, Thúc Thần Huy cũng cố gắng giao thêm nhiều việc lẻ tẻ cho thiếu đế xử lý, đợi thiếu đế quyết định đối sách, y lại giúp kiềm duyệt, nếu ổn thì cho qua, không ổn thì giảng giải cho thiếu đế. Kể từ đó, việc y cần coi ngó chẳng những không giảm bớt, thật ra là nhiều thêm, tương đương với cùng một việc phải làm hai lần. Xong đây chỉ là tạm thời gánh vác ngoài định mức, tin rằng thuốc tiền thông minh, chỉ cần thái độ nghiêm chỉnh như bây giờ thì ngày cậu ta chân chính có thể độc lập nhận việc triều chính cũng không xa. Thúc Thận Huy vững tinh thần ngồi bên bàn đến khuya, cuối cùng, cảm giác mệt mỏi ập đến lần nữa, đầu thấy nặng nề mới đi ngủ. Lần này y nằm xuống, đúng là mệt đến cùng cực, quả nhiên không mấy khó khăn đã ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, y nằm mơ, thấy cảnh một thiếu niên tuổi thanh xuân đang phóng ngựa rong ruổi biên tái. Trời đất rộng lớn, mây đen áp thành lũy, tiếng quân giáp sao uy nghiêm mà nặng nề, quanh quần giữa trời đầy sắc thô, gió tây mãnh liệt cuốn cả cờ lớn, chiến giáp trên người tướng sĩ dưới tầng mây đen lóe sắc xanh trắng như gió kiếm rét lạnh. Chính nơi đây Yến Triệu Hùng Quan ngày xưa, Lý Mục chém giết 10 vạn thiết kỵ hung nô, hán cao tổ bạch đang bị nhốt, vệ hoác ra bắc, phong lang cư tư sao, còn chiêu quân chịu khuất nhục biên cương xa xôi, ban cơ được đón về hán. Sao mình không dành sử ti kiêu, đây là liên quan nếu ai hứng thú. Nhưng, nhiệt huyết sôi trào qua đi, những hùng chủ xưa nay, hiện giờ ở đâu? Cuối cùng chẳng qua chỉ là một nắm cắt vàng, tịch mịch nằm chân núi xanh, để người sau một chén rượu đục trống không tưởng nhớ. Cảnh trong mơ chợt chuyển, người y lại như đặt trong lò lửa, cả người nóng rực. Y tìm kiếm một lát, dần dần phát hiện, thì ra nào phải bếp lửa, mà là ngâm trong nước nóng. Nước ấm nóng hừng hực bao trùm lấy y, sóng đánh dập dờn, y nhìn thấy phía đối diện, trong một mảnh hơi nước bốc lên trắng xóa, chầm chậm hiện ra một cô gái. Gương mặt nàng ấy bị hơi nước mờ ảo che phủ, mơ mơ hồ hồ, y nhìn không rõ lắm, càng không nghĩ ra nàng ta là ai. Y chỉ cảm thấy mình bị cô gái trong mơ này hấp dẫn, trông mong được mây mưa đỉnh vu sơn cùng nàng, hai bên hoan hảo. Y kìm lòng không đặng bước tới nàng, dòng nước lại cản trở bước chân y, chưa đến gần, cô gái đã tiếp tục bay lên, biến mất trong màn hơi nước trắng xóa. Thục thận huy bị một tiếng trống chuông như xa như gần trong hoàng cung đánh thức. Khi tỉnh lại, cảnh trong mơ thẳng như còn chưa biết mất, y đang phí sức nghĩ xem cô gái kia là ai, lòng như cất mấy phần ảo não. Nhưng y chìm trong mơ, tâm tư chỉ độn cứng đờ, hoàn toàn không thể di chuyển. Tỉnh lại, y thấy buồn rùn rã rời, đầu đau muốn nứt, cơ thể cương lên lạ thường, mờ mờ ảo ảo như có cảm giác đau đớn, cực kỳ khó chịu. Y mở to mắt, ánh ban mai trăng trắng tràn vào tầm mắt giờ này y hẳn đã cùng thiếu đế đang nghe chính sự. Y bỗng tròn tỉnh, ra khỏi mộng, trong tích tắc xoay người ngồi dậy gọi Lý Tường Xuân. Sao không gọi ta? Giọng mang trách cứ. Lão thái giám nhanh bước vào, thấy y đang tìm y phục, vội vàng nhắc nhở. Điện hạ, sáng nay không có chiều nghỉ, chỉ định vào giờ thìn sẽ gặp mặt các đại thần. Giờ chưa tới giờ, đêm qua điện hạ ngủ trễ, lão nô mới chưa gọi. Thúc thần huy nhớ ra sáng nay chỉ gọi mấy người bàn nhau sắp xếp việc trong kinh khi y nam tuần. Y chậm rãi ngồi lại, kéo mền lung tung che chỗ hổ thẹn trên người, phất tay. Lý Tường Xuân lui ra. Y một mình ngồi trong phòng yên tĩnh một lát, xua đi giấc mơ còn sót lại, thấy cũng đã đến giờ, sợ mọi người đã đến, bèn tỉnh táo đứng dậy rửa mặt thay đồ. Lần này việc Nam Tuần liên quan đến đại kế triều đình, vừa đi vừa về ít nhất phải mấy tháng, nhiều thứ phức tạp, chỉ một buổi sáng cũng chỉ định ra ai ở lại kinh bản giá, ai theo y. Y nhìn ra, thiếu đế ngồi nghe với ánh mắt lấp lánh, không nhìn mình, mấy lần định nói lại thôi, hiển nhiên cực kỳ muốn đi cùng mình. Thúc thận huy chờ thiếu đế mở miệng, y sẽ không gật đầu, có điều y không ngờ, cuối cùng thiếu đế nhịn mãi không nói gì, chỉ có vẻ hơi ấm ức sau đó thôi. Đại khái bàn xong đã đến gần chưa? Đại thần lui ra, Thúc Thần Huy cũng đi ra từ Tây Điện của Tuyên Chính Điện dùng để nghị sự, đưa thiếu đế hồi cung. Thấy cậu cúi đầu bước, mặt ủ mày trao, liền giải thích. Bệ hạ, triều đình không thể đồng thời vắng cả hai người bệ hạ và thần, Nam Tuần cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà là cân nhắc đại kế bắc phạt. Ngoại trừ hai điểm này, đây cũng là một cơ hội khảo nghiệm việc ngài chấp chính một mình. Đương nhiên Thúc Thần Huy không nói rõ. Thúc Tiền ngừng đầu nói. Ta biết. Việc nông là gốc rễ của thiên hạ, lương thảo đứt đoạn thì dùng cái gì để bắc phạt? Ta sẽ bảo vệ triều đình cho tốt, chỉ là lần này phải vất và tam hoàng thúc. Ngày mau về phủ nghỉ ngươi đi, không cần đưa tiễn ta. Thúc Thận Huy nghe vậy mừng gấp đôi, thêm mấy bước rồi cùng thiếu đế tách ra, quay về văn lâm các. Nghị sự sáng nay chưa phát hiện, giờ thả lỏng rồi, y thấy hơi đau đầu, hình như thái dương có một sợi dây khẽ động, cho rằng đêm qua mưa loạn, người quá mệt mà ra cũng không để ý. Qua loa dùng chưa xong, theo thường lệ lại vào bàn làm việc, chỉnh lý những việc còn sót. Đang lúc bề bộn, Vĩnh Thái công chúa vào cung, cầu kiến y. Thúc thận huy bảo Lý Tường Xuân đưa nàng vào, vì nàng là thân tỷ, quan hệ gần nên không mấy giữ kẽ, tiếp tục ngồi sau bàn, nghe tiếng bước chân mới ngẩng lên, thấy nàng đi vào. Y đang định đặt bút ra đón, Vĩnh Thái công chúa đã hùng hùng hổ hổ bước nhanh đến trước bàn, mở miệng liền nói tam lang hôm qua ta bận việc trong phủ đêm mới nghe tin nghe bên ngoài bảo ngài định nạp vương nữ tám bộ gì đó làm chắc phi hả còn nói hôm qua vương nữ nấn ná ở nhà ngài hơn nửa ngày chuyện này là sao ngài muốn để em trường ninh đẹp mặt à nếu không phải phò mã ngăn lại sống chết không buông ta đêm qua ta đến tìm ngài rồi đó ngài thật sự định nạp chắc phi hả tháng trước trường ninh muội muội mới gặp nạn bất ngờ là ngài nhất định tự mình xuống nước tìm người đến phò má cũng cản không được, chàng mới buông tay chậm chút này đã trở mặt đạp một cước mạnh, về nhà trước ngực bầm đen một khoảng. Ta còn chưa đánh chàng vậy nha, ta còn cho là ngài thật sự có mấy phần coi trọng em ấy. Giờ mới quay đầu ngài đã muốn nạp chắc phi, ta thật không hiểu ngài. Công chúa như pháo nổ, lốp bốp nói một chàng. Thúc thận huy bị nàng ta làm cho càng thêm đau đầu, cười khổ, thuận miệng nói. Tỷ, chị thấy ta còn đối phó được với cô gái khác à? Đến lúc này công chúa mới nhìn kỹ y một chút, thấy vẻ mặt y tái xanh nhợt nhạt, quả nhiên như không đủ tinh khí, không như ngày xưa, lập tức quan tâm. Tam lang sao thế, có chỗ nào không thoải mái à? Thúc thận huy tình hẳn, lập tức cười nói không sao. Chỉ là đêm qua thiếu ngủ. Nói xong, vẻ mặt cũng thành nghiêm túc. Công chúa biết y xưa nay chuyện hôm nay không để ngày mai, đau lòng khuyên đôi câu, lại giờ lại chuyện vừa rồi. Lúc đệ cưới trường ninh muội muội ta biết đệ là vì tính toán cho triều đình. Giờ đừng nói là đệ cũng vì triều đình nha. Thúc thần huy nghiêm mặt nói. Tỷ hiểu lầm rồi, không có chuyện đó, sở dĩ đêm trước không cự tuyệt ngay tại chỗ, là vì chưa thích hợp. Hách vương tìm tới đại ngụy ta, dĩ nhiên là phải giữ mấy phần thể diện, nhưng cũng không tới mức cần ta và ông ấy thông ra. Hôm nay hiền vương dẫn hách vương du ngoạn khắp nơi, tìm được cơ hội phù hợp, sẽ thay ta từ chối. Đến đây Vĩnh Thái công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi cười. Vậy tốt rồi, mới đầu ta bị dọa một lúc, đêm qua ta ngủ trả ngon giấc. Sáng nay vốn định đi tìm em Trường Ninh trước, sợ em ấy khổ tâm mới tìm đến chỗ cậu. Tam lang ta cho cậu biết, trên đời hiếm có cô gái nào thật sự rộng lượng không màng chuyện chồng mình chung giường chung gối với những phụ nữ khác. Cậu cứ nghĩ chút thì tự hiểu, cậu sẽ cho phép em Trường Ninh lén lút qua lại với người khác sao? Tuy em ấy là tướng quân hiên ngang không giống người thường, nhưng em ấy cũng là phận gái. Nếu cậu thật sự nạp chắc phi, chị không tin em ấy sẽ hoàn toàn không để ý, trừ phi em ấy không có ý định cùng cậu đi một quãng đời dài lâu. Phàm là có một tí để bụng, cũng sẽ không vui khi người khác vào trong nhà. Công chúa nói thế, trái lại làm thúc thần huy nhớ đến vẻ vô tri vô giác của nàng ấy, không chỉ vậy, hôm qua còn cùng vương nữ kia chị em vừa lứa, cuối cùng, lại vì thái độ của mình không hay mà trách mình dọa người nữa. Trước khi cưới nàng ấy, dĩ nhiên là y có tính toán khác, nhưng cũng đã thật sự chuẩn bị chung sống cả đời với nàng ấy. Chỉ có nàng, bây giờ mới thấy thấu, nàng ấy chẳng định vợ chồng dài lâu. Y bỗng có một cảm giác trái lại mình bị nàng ấy lợi dụng. Trong lòng như có một thứ cây âm thầm bò tràn khắp, dần dần xuất thần. Đúng rồi, vậy đệ có nói với em ấy để không có ý định nạp chắc phi chưa? Bên tai lại vọng tới tiếng công chúa quan tâm hỏi y thuận miệng ờ đáp. Nói thì thế nào, không nói thì thế nào, nàng để ý chăng? Chắc cùng lắm là chờ đến tương lai bắc phạt thành công, y hết chỗ có thể lợi dụng, nàng sẽ chờ mặt không quen không biết, vứt bỏ y, thỏa thích vui sướng cùng kẻ khác. Thảo nào, đầu tiên là ôn loan, giờ là vương nữ, nàng đều cái kiểu ước gì mình lấy luôn đi. Cô con gái Khương ra vốn không quen biết với y hẳn sẽ thành toàn y, hay là bảo vậy thì nàng ta mới như ý lòng y càng thêm muộn phiền, đầu cũng đau nhức kinh khủng. Trong đầu giống như vốn chỉ bị một sợi dây kéo căng, giờ như sách chùy mà gõ, gân chán giật đùng đùng. Tam lang, cậu sao thế hử, thật sự thấy không thoải mái chỗ nào, ta đi gọi Thái Y xem một chút nhé. Rốt cuộc công chúa cảm giác được dáng vẻ y bần thần, không yên lòng, bước tới, đưa tay định sờ chán y. Thúc thận huy nghiêng người tránh, lại nhoèn cười. Chắc thật tình là không sao, chỉ là sắp năm tuần, rất nhiều việc trên bàn cần xử lý gấp, ta mới đang suy nghĩ. Công chúa liếc mớ tấu trương và quyển án chất đống trên bàn y. Thôi thôi, hai đứa em không sao là được rồi. Có điều cậu cũng đừng chỉ lo chuyện trên chiều mà lạnh nhạt em ấy. Trường Ninh muội muội không thích nói nhiều, nhưng ta thấy em ấy là người mềm lòng. Cậu đối xử em ấy tốt, em ấy cũng sẽ đối đái tốt lại. Nếu thật sự là cậu không rảnh, vậy thì nhớ nói thêm mấy lời hay, dỗ em ấy vui. Chẳng có cô gái nào không thích nghe lời ngọt cả. Thúc Thận Huy thuận miệng ư đáp, công chúa thấy dáng vẻ y không yên, biết còn bận rộn, đã lo lắng không không một trận, hết chuyện rồi, bèn cáo lui. Thúc Thận Huy đứng dậy đưa nàng ta ra Văn Lâm Các, đứng trên bậc thềm chờ bóng nàng xa dần mới xoay người đi vào. Thoát đã hết hai hôm, ngày mai là ngày thi xuân. Nhiếp chính vương thật sự rất bận, bị việc cuốn lấy, hai ngày liên tiếp không về vương phủ. Lại đến hoàng hôn, Văn Lâm các trong đèn sáng trưng, một sợi thuốc sắc bay ra. Chờ thuốc uống xong, lão thái giám sai tiểu hầu coi lò, mình rón rén bước vào. Nhiếp Chính Vương mặc y phục thường ngày, ngồi bên bàn, tay cầm tấu chương, đọc nhanh. Điện hạ, trương bảo tới, hỏi điện hạ đêm nay không về à? Lão thái giám nhẹ nói. Thoạt đầu y không đáp, chốc lát hỏi, ai sai cậu ta tới? Bảo là già trang, bảo ta bận lắm, không về, Sáng mai sẽ đón nàng vào cung. Y Thản nhiên nói. Lão thái giám vâng đáp. Sắp ra, ngó bóng người trước mặt. Trần trừ một lúc lại nói. Điện hạ, chi bằng lão nô tiện thể nói trương bảo để cậu ấy về báo lại già trang một câu rằng đêm hôm trước điện hạ mắc mưa, người hơi khó chịu, người động nên mới không về. Miễn già trang nhớ nhung vô chừng. Nhiếp chính vương thoảng như không nghe thấy, không nói gì, tiếp tục cúi đầu lật tấu chương trong tay. Lão thái giám đợi thêm một lát khom người, lui ra. Cha, đêm nay Điện Hạ sẽ về ạ. À? Trương Bảo hỏi. Ngươi về bảo già trang, đêm hôm trước Điện Hạ mắc mưa, hơi sốt, tối nay không về, đỡ ra gió. Sáng mai ngài sẽ về đón Vương Phi. Trương Bảo dạ một tiếng, vội vội vàng vàng xuất cung chạy về Vương Phủ, một hơi chạy vào, tìm tới Trang Thị đang đợi mình, thở gấp nói. Già trang, không xong rồi, Điện Hạ mắc mưa to, sốt cao rồi, tôi sang bên ấy, Nghe đầy mùi thuốc đắng, cũng không biết ngài sao rồi, e là muốn xỉu, còn nói sớm mai phải đích thân về đón vương phi đấy. Đêm trước trong phòng vợ chồng Nhiếp chính vương phát ra tiếng động lạ, như là có lực mạnh đụng đổ đồ, Trang thị nghe rất rõ, rồi vương phi đáp không sao, tiếp đó, Nhiếp chính vương đi luôn, có vẻ không thích. Hai hôm nay ngài không về, Trang thị thực sự không yên lòng, lại không tiện đề cập trước mặt vương phi, nên tối nay lặng lẽ bảo Trương Bảo đến hỏi một tiếng nghe vậy giật mình, càng thêm lo lắng, vội vàng chạy vào tầm đường phồn chỉ viện. Khương Hàm Nguyên dẫn theo mấy thị nữ, đang thu dọn hành trang. Đợi cuộc thi xuân sáu quân ngày mai kết thúc, đoàn người Hách Vương cũng sắp rời Trường An quay về tám bộ. Ngay sau đó chính là Nam tuần Thúc Thận Huy đã nói. Hôm ấy tiểu cô nương bị y hù sợ, hai ngày qua không đến tìm cô nữa. Không có gì làm, cô bèn muốn dọn dẹp đồ đạc trước khi đêm về đồ của cô đem theo cũng không nhiều trước đây kết hôn đột ngột trong lúc gấp gáp khương tổ vọng không hề kịp chuẩn bị đành đưa đồ cưới cho con gái có hạn trong phủ ban cho hơn phân nửa vốn không phải của cô thế thì vật về nguyên chủ thứ cô cần mang đi chủ yếu là các món đồ người nhà các binh sĩ gửi gắm và cô giờ đáy hòm tìm đến một thanh đoàn đao vỏ đao khảm bảo thạch cổ xưa sáng loáng bên trong còn phát ánh trói mắt cô chăm chú nhìn một lát đưa tay lần đầu tiên thăm dò cầm lên cây bảo đao dùng làm xính lễ tặng mình. Trên tay chìm xuống, một tay cô cầm vỏ đao, tay kia nắm chặt chuôi đao, chậm rãi, từng tấc từng tấc một rút đao khỏi vỏ, thân đao sắc bén, ánh sắc trắng lóa lạnh thấu xương. Rút ra một nửa, cô nghe sau lưng có tiếng gọi mình, là Trang Thị đến. soạt cô cha đao vào vỏ, thả lại đáy hòm. Thứ này cũng không thuộc về cô, không thể mang đi. Cô xoay người, thấy Trang Thị vội vàng đến gần, vẻ mặt lo lắng nói. Vương Phi, Trương Bảo vừa mới đi văn lâm các một chuyến, mới biết đêm kia điện hạ mắc mưa, sốt rất cao. Tính ngài Vương Phi cũng biết rồi, già chỉ sợ ngài chỉ lo làm việc. Già vào cung không tiện, khẩn mong Vương Phi qua đấy xem sao, bảo ngài dù có thế nào cũng phải dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối không được gắng gượng. Tôi đáng trách, đêm đó điện hạ đi không bao lâu, trời có sấm sét mưa to, tôi rõ ràng có nghĩ điện hạ không mang đồ che mưa, nhưng cũng không đuổi đờ đưa. Mưa xuân lạnh rất dễ bệnh, là tôi sơ xuất. Khương hàm Nguyên cũng ngạc nhiên. Nói thật, mấy thứ như mắc mưa, với cô mà nói, thật sự như cơm bữa, tuyệt chẳng mắc bệnh. Nhưng nếu đổi lại là y, kiểu người lớn lên giữa cầm y ngọc thực, thì khó nói. Thấy trang thị đầy tự trách, khóe mắt muốn đỏ, bèn an ủi. Già dạ đừng tự trách nữa, để ta vào cung xem sao nhắc Điện Hạ cần nghỉ ngơi thật tốt, mai ngày còn có việc. Trang Thị luôn miệng tạ ơn, quệt khóe mắt rồi nói. Để tôi mau mau đi chuẩn bị hộp cơm, phiền Vương Phi mang theo, xem Điện Hạ ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nói xong xoay người vội đi. Khương Hàm Nguyên thay đồ xong chỉ chờ chốc lát Trang Thị đã đưa hộp cơm đến. Nói là chuẩn bị vội vàng, trừ mấy món điểm tâm nhỏ và món ăn kèm, thì cũng chỉ mỗi một chung cháo uyên ương, theo khẩu vị thích ngọt của y, thêm nhẹ hai thìa mật ong. Khương Hàm Nguyên nhận lấy, theo Trương Bảo và thị vệ Vương phủ hộ tống đi hoàng cung. Cũng vào từ cửa phụ thẳng đến Văn Lâm Các. Đây là lần đầu cô đến nơi y thường đi nhất, vào thành cung của hoàng cung, xung quanh các nơi của triều đình còn có Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và chỗ chờ của chế viện và sứ quán, là chỗ làm việc thường ngày của bá quan. Một tiểu hầu vào thông báo, rất nhanh, Khương Hàm Nguyên nhìn thấy Lý Tường Xuân mau mắn chạy ra, khom người chào mình rồi dẫn vào thẳng đến nội thất. Điện hạ đang ở trong này. Lão thái giám mở ra cánh cửa giúp cô. Chính giữa căn phòng vuông vức đặt một chiếc giường. Đúng là chỗ đặt lưng, chỗ không lớn. Ánh nến đương sáng sủa, cô thấy y mặc thường phục, như người dựa vào giường, xem tấu trương trong tay. Trên chiếc bàn con cạnh giường còn một chồng quyền gấp, bút mực đầy đủ, ắt là làm việc tại giường rồi. Điện hạ, vương phi tới. Lão thái giám nói. Vẻ mặt y như thường, liếc cô một cái, lập tức thu mắt, miệng nói. Không phải đã nói, sáng mai sẽ về đón nàng à, đến đây làm gì? Giọng hơi khàn đục, nói xong, tiếp tục xem tấu chương. Khương Hàm Nguyên buông hộp cơm, quay sang hỏi Lý Tường Xuân. Lý Công Công, Điện Hà như thế mấy ngày rồi. Đêm kia bị ướt sũng mưa, hôm qua hành sốt, Điện Hà không cho ai biết, đến hôm nay mới gọi Thái Y đến, vừa uống thuốc. Sổ sách trong tay nhiếp chính vương, chậm một hai hôm, triều đình có loạn không? lý tường xuân khẽ giật mình ngó sắc mặt nhiếp chính vương trần trừ bẩm vương phi lão nô không biết nhưng hẳn là lão thái giám ngừng lại khương hàm nguyên nhẹ gật sẽ không đâu nhỉ bước lên rút sổ con trong tay thúc thận huy đang xem dọn sạch luôn mớ trên giường nói lý công công đem ra cả đi lão thái giám lại nhìn nhiếp chính vương y cũng chẳng lên tiếng ngăn cản chỉ chậm rãi tựa đầu vào đầu giường sắc mặt hơi trùng xuống ông vội thưa vâng gọi trương bảo theo lời vương phi cầm hết ra ngoài chờ tấu trương được cầm đi hết khương hàm nguyên hỏi lão thái giám điện hà ăn tối trưa uống thuốc xong ăn không trôi chỉ nuốt mấy miếng nhưng mà hôm qua đến giờ khẩu vị không tốt nên tổng cộng chẳng ăn được mấy lão thái giám lại bồi thêm một câu khương hàm nguyên mở hộp cơm lấy từng món ra bày lên chiếc bàn vừa dọn sạch mở lớp gấm giữ ấm xong so đũa hai tay dâng lên Điện Hà ăn đi, là già trang chuẩn bị cho ngài, bảo đã dựa theo khẩu vị của ngài mà làm, vẫn còn ấm. Nếu không thấy ngon miệng thì cũng nên ăn vài miếng. Y không nói gì, vẫn trầm mặt, không nhận. Khương Hàm Nguyên chờ một lát, đã dùng hết kiên nhẫn, hơi nhíu mày. Thì ra đêm nay Điện Hà vội vã gọi ta đến, là để ta nhìn ngài đang bệnh làm việc thế nào hả? Sao hả, là nàng thấy vài hôm nữa có thể xuất kinh, nên càng lúc càng càng dỡ hà. Y như thằng hắng, giọng lạnh lẽo, nhẹ nhàng quát. Kỳ lạ là, giọng nghe như không phải thật sự nổi giận. Trương Bảo chưa gặp cảnh tượng thế bao giờ, vừa kinh ngạc khi Vương Phi mạnh mẽ thô tấu Trương xong, giờ đứng sau lưng Lý Tường Xuân, hơi rất mồm. Lý Tường Xuân im ắng lui ra, liếc mắt với cậu ra hiểu. Trương Bảo hoàn hồn, cũng líu díu ra theo, lão thái giám nhẹ nhàng thả rèm cho đám người chờ bên ngoài tàn hết. Đêm nay nhiếp chính vương làm việc, dừng ở đây chương 45, rời canh 4, Khương Hàm Nguyên lại một lần nữa chẳng thể hiểu nổi thúc thận huy. Lần mới gặp lại y, là mùa thu năm ngoái trong chùa Hộ Quốc, trong Phật lễ mừng thọ Lan Thái Hậu, y đã giết cao vương chú của mình, tiếp đó, y nhanh gọn nói lời tạm biệt con gái ôn ra. Lúc ấy, y trong mắt cô, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan tuyệt, ôm việc thiên hạ nước nhà vào người, song y cũng chẳng thoát khỏi gông xiềng vì vị trí trí tôn trên cao. Vì thế, y đoạn tuyệt tư tình xả thân vì nước điều đó khiến y khoác thêm một vẻ bi tình rồi đến giáp mặt đêm tân hôn y lại cho thấy mình đầy ôn tồn lễ độ được giáo dưỡng cao quý so với y khương hàm nguyên cảm thấy mình thật như một chú ngựa hoang y đối đãi cô mọi mặt không thể bảo là không tốt song y càng biểu lộ coi trọng cô lại càng đầy thiệt thòi cho y có vẻ như y thật sự muốn cùng cô bạc đầu đến già song đổi lại cô càng cảm giác y ngụy trang khắp người cả ngày lá mặt lá trái với mình. Y luôn treo nụ cười trên mặt, như chả bao giờ tức giận. Trên đời thật sự có hạng người thế á. Nhớ lại mục đích y lấy mình mà từ bỏ tư tình, thậm chí cô từng một lần thấy y đáng thương. Nhưng, dần dần, không biết bắt đầu từ bao giờ, càng lúc cô càng cảm thấy, tên này đối với cô từ từ âm thầm đã lột ra những gì đã ấn tượng ban đầu. Cứ như thể diện được bảo bọc của một pho tượng thần cúng tế, từ trên cao ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn không cứu nổi thực tế y chính là thứ người vui dẫn bất thường khó hiểu có mấy cử chỉ cô chả hiểu ra làm sao trong cuộc sống quanh cô trước đây ai cũng đều là đàn ông muôn màu muôn vẻ cha lạnh nhạt mà trầm tư phản kính ổn trọng mà trung thành dương hổ lỗ mãng thẳng thắn mà mạnh mẽ vô sinh trí tuệ mà cao vời song xưa nay cô chưa từng gặp một tên đàn ông nào như thế này khiến cô chẳng biết nên làm thế nào chuyện tiêu lâm hoa mấy hôm trước coi như đã qua đêm nay cô nghe y ngấm mưa phát sốt, người muốn ngất, tuy lúc ấy là do Trang Thị mở miệng hy vọng cô có thể ghé thăm một chuyến, song thực ra trong thâm tâm cô cũng không buông được, có phần sốt ruột, rất tình nguyện đến thăm y. Dù gì cũng ở chung dưới một mái nhà một thời gian, ít nhiều gì xem như cũng có chút giao tình. Cô nào ngờ, y lại bày ra vẻ cao ngạo thế. Trên thực tế, đương nhiên cô hy vọng sớm ngày quay về, nhưng nào đến mức như y nói tự dưng cô cảm thấy mình chẳng thể ở chung một chỗ với y nữa. Trong lòng bực bội phiền muộn, nhìn thấy y là nổi điên, ước gì đêm nay được đi ngay và luôn. Thôi. Mặt Khương Hàm Nguyên lạnh tanh. Điện Hà không muốn gặp ta vậy thì ta về. Nhưng mấy món đã đưa đến này đều do già trang chuẩn bị. Điện Hà không cần giận cá chém thớt, tự mà xem đi, ăn được thì ăn chút ít, đừng dày xéo phần tâm ý đó. Cô xoay người đi, đến trước cửa, nghe y gọi. Chờ chút. Khương Hàm Nguyên quay lại, y không còn thái độ lạnh lẽo như vừa rồi, từ từ ngồi ngay ngắn dậy, đưa tay lung tung xoa thái dương, thấp giọng. "Ta đau đầu quá." Nói năng lung tung, nàng chớ trách. Lúc cô bước vào, người kia dù nằm trên giường, vẫn không nghĩ mình ốm. Giờ nhìn lại, quả nhiên, phát hiện khuôn mặt của y trắng bệch, vành mắt xanh nhạt, tim nói nhỏ dần, trong hơi thở nặng nề hơn nhiều. Không chỉ thế, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Khương Hàm Nguyên chợt mềm lòng. Thứ nhất là y bệnh, thứ hai chuyện cũng bình thường, tự nhiên cô cũng không so đo với y nữa, quay lại nói. Vừa rồi không phải ta không cho ngài làm việc, có điều ngã bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Già Trang bảo ngài còn ngất đi nữa, nghiêm trọng thế à. Y dừng lại, giọng đứt quáng. Ban ngày, ban ngày hình như có bị choáng một lần. Lại dừng đoạn. Đầu ta thật sự đau dữ dội, người cũng khó chịu. Nên tâm tình mới không tốt không tin nàng sờ xem nói xong nhưng người về phía nàng khương hàm nguyên đưa tay sờ chan y quả nhiên thấy mấy phần nóng phòng tay vậy thì ăn nhanh ăn no mới có sức sáng mai còn phải làm việc lớn cô thu tay nói nói xong phát hiện y vẫn bất động buông thõng hai tay cặp mắt ngó mình không hiểu ngài còn không ăn đi già trang có nói trong cháo cố ý thêm ít mật ong theo khẩu vị ngài đó còn không ăn nguội mất y không lên tiếng nữa tự cầm lấy bắt đầu ăn xong mới mấy miếng đã thả xuống sao thế không thấy ngon miệng tay cũng bùn rùn ban nãy cầm bút rất ổn mà y lắc đầu dựa vào đầu giường giải thích y ăn chưa được hai thìa nãy lão thái giám cũng nói hai ngày qua y chả ăn gì khương hà nguyên có phần không nhìn nổi vẻ nhã nhận đó của y một phát bê tô cháo y vừa buông điện hà vậy không được không có sức Ăn không vô cũng phải cố hết sức mà ăn. Nếu không sao khỏe lên được. Nói xong cầm thìa, múc đầy một thìa lớn cháo ngọt, trực tiếp đút đến tận miệng y. Ăn mau, giọng điệu cô mang theo mấy phần ra lệnh. Y liếc cô một cái, há miệng, yên lặng ăn. Khương Hàm nguyên nghĩ thầm ăn hết chung cháo cũng nào có sức, gắp thêm cuốn chả giò gà xé. Ngài cũng ăn hết món này đi. Y ăn tiếp, cô đút tiếp một thìa cháo, kẹp một khối bánh ngọt nhân hạt thông. Này nữa Điện Hà ăn thử một miếng xem, hồi tối ta có nếm qua, vị rất ngon. Khương Hà Nguyên bận rộn một phen, dỗ rồi ép, cuối cùng đút y ăn xong một bát cháo, mấy thức mang đến còn lại, ít nhiều cũng ăn được 7-8 phần, còn không bao nhiêu, cô mới kết thúc buổi hầu người ăn cơm lần đầu trong đời, bèn dọn hộp cơm, gọi đám Lý Tường Xuân vào hầu hạ y xúc miệng rửa tay. Lão thái giám thấy y ăn không ít, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt cảm kích nhìn Vương Phi, bận rộn sai người dọn dẹp. Khương Hàm Nguyên chờ giây lát, thấy cũng đến giờ, nói. Ta về đây, Điện Hà nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai không cần cố ý về đón ta, để ta tự đến. Đêm nay nàng ngủ ở đây luôn đi, không cần về nữa. Cũng không còn sớm, về cũng mất một quán. Khương Hàm Nguyên không ngờ y còn biết lái miệng giữ mình lại, khẽ giật mình, đang đứng trước giường, còn đang trần chờ, thấy cổ tay nóng lên, không ngờ y đưa tay qua bắt lấy cổ tay cô nhẹ kéo khiến cô ngã ngồi xuống giường. Sao thế, nàng không tình nguyện à? Y dựa vào cô, mặt từ sau sáp lại một bên tai cô, kề môi dán lên vành tai cô, trầm thấp hỏi. Người sau lưng khiến Khương Hàm Nguyên cảm nhận được một tia mập mờ như thân mật khó hiểu. Tai cô âm thầm tai nóng lên, cuốn quyết nghiêng người, né khuôn mặt áp sau lưng, mắt lia qua bọn Lý Tường Xuân đang còn bận dọn dẹp trước mặt, vội định đứng dậy xuống giường. Y lại ngầm nắm cổ tay cô không buông, mà tựa như còn tăng thêm mấy phần sức. Khương Hàm Nguyên càng thêm đứng ngồi không yên, cũng không tiện quánh y trước người khác, miễn cưỡng chịu đựng. May mà đám lão thái giám mặt tỉnh bơ, không chớp mắt, cứ như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, rất nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, đi ra, xếp lại bình phong. Người vừa đi, Khương Hàm Nguyên lập tức phát lực, đẩy chàng trai dựa sau lưng ra. Điện hạ làm gì đấy? Họ đều ở bên cạnh kìa. Y ngồi không vững, bị đẩy bật ngửa, không ngồi dậy, Thuận Thế nghiêng tựa vào đầu giường, nói: "Bọn họ ở bên cạnh thì sao nào? Nàng là vương phi của ta, ta nắm tay nàng chút cũng không được." Y vẫn một vẻ không để ý, Khương Hàm Nguyên lại thấy nhịp tim mình đập có chỗ không đúng. "Ta đi đây, cô muốn kết thúc đối thoại." "Nếu tối nay nàng không ở, thì ta sẽ lại làm việc." Y trả lời. Khương Hàm Nguyên suýt bị y chọc giận phát cười, sao lại như đứa trẻ vô lại, lấy đó ra uy hiếp mình? Ta thấy thật ra điện hạ cũng không đáng ngại, ngài cũng không phải trẻ ba tuổi, tự xem mà xử lý đi." Cô cầm áo choàng cười ra lúc vào phòng, cất bước định đi. Quay lại, nghe tiếng y sau lưng. "Gần đây ta thật sự rất mệt mỏi, nàng ngủ với ta một lúc đi." Cô nghe y thì thầm. "Thật sự chỉ là ngủ, không có gì khác." Cô chậm rãi ngoái đầu lại, thấy y rời vào trong, nhường một chỗ trống cho mình. Y tựa vào đầu giường, yên lặng nhìn sang. Bên tai trở nên yên tĩnh, Khương Hàm Nguyên thấy lòng mình lại từ từ nhũn ra. Đối với một người yên tĩnh hiền lành như thế, sao cô có thể cự tuyệt một yêu cầu đơn giản mới đánh tiếng chứ? Cuối cùng cô làm theo lời y, tháo tóc cởi y phục, nằm xuống sát bên y. Y cười nhích lại gần, kéo mền đắp giúp cô, lập tức cùng cô nằm xuống gối. Khương Hàm Nguyên cho là có lẽ y còn muốn nói gì với mình, nào ngờ y vừa khép mắt, rất nhanh sau đó khương hàm nguyên đã nghe được tiếng hít thở đều đều mà chầm chậm của y y đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rất nhanh thiếp đi khương hàm nguyên thấy thật rất ngoài dự kiến theo giấc ngủ của y chẳng biết tại sao tim cô bỗng cũng yên ổn đi cô nghe tiếng hít thở của người đàn ông bên gối từ từ cũng thiếp đi đến khi tỉnh lại trong giây lát không biết đã canh mấy ở ngoài cửa sổ vẫn còn tối thui lặng yên như tờ yên đến như không giống cảnh nhân gian trên một chiếc khay bạc khác cạnh giường đốt đôi nến, một ngọn cháy sạch, ngọn kia còn thừa một mẩu ngắn chưa đến một tấc. Cô biết, có lẽ đã canh bốn là quãng thời gian ngủ ngon mộng sâu đẹp nhất. Đêm qua ngủ sớm, giấc này không tính là ngắn, vừa dài vừa sâu. Cô chậm rãi quay sang, nhìn người bên gối. Ánh nến đêm còn sót lại hắt từ đầu giường đến, như một mảnh ánh trăng mờ nhạt, lẳng lặng thả trên trán đầy đặn của y. Y hơi nghiêng mặt sang cô, nhắm mắt vẫn còn nặng nề ngủ. Tiếng thở đã nhẹ hơn so với lúc mới vào giấc. Hàn y đã hết sốt. Cô yên lặng ngắm nhìn nét mặt chàng trai trầm tĩnh mà anh Tuấn đang ngủ. Tự dưng, nhớ lại rất nhiều năm trước, ánh ban mai ngày thu biên tái trải xuống gương mặt rạng rỡ của thiếu niên ưa cười. Y từng đã là thiếu niên đó. Dù đã nhiều năm trôi qua, ngay tích tắc này, cô cũng có thể từ ngũ quan và hình dáng khuôn mặt, dễ dàng tìm lại dáng vẻ thi thoảng lại xuất hiện trong trí như kia cô cứ thấy ngắm y, một hồi lâu. Cũng có lẽ do bóng đêm qua mức mơ màng, gương mặt này lọt vào mắt cô khiến cô mờ mịt. Cô biết, y đã không thể nào là thiếu niên ngày xưa, cũng như cô, từ lâu đã không còn là tiểu binh ấy nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, vẫn có luồng cảm giác chua sót như thủy triều ngầm chậm rãi tuôn ra. Đã từng có vài năm, khuôn mặt thiếu niên mỉm cười rạng rỡ sớm mùa thu đầy sương năm ấy, luôn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ vốn dĩ chỉ có máu me và chết chóc của cô ấy là vòng ánh sáng duy nhất chạm đến toàn bộ quãng thời gian thời thiếu nữ thơ ngây mà đến cả lần đầu có kinh nguyệt trong đời cô cũng không được ai dạy bảo rồi cô chân chính trưởng thành cuối cùng đã không còn cần giấc mơ hư ảo này bầu bản cô trôn đi chuyện xưa cũ càng lúc càng nhiều thứ choáng hết tâm trí cô không còn nhớ đến quãng ngày xưa cũ ấy nữa nhưng ngay phút này đêm nay cô lại bị một thứ tình cảm lạ lẫm mà dịu dàng khuấy động tự dưng lại cực kỳ muốn chạm vào khuôn mặt từng rơi vào tim mình từ thời thiếu nữ này cô không tìm được rốt cuộc giơ tay từ từ thăm dò người bên gối từng tấc từng tấc đến gần cho đến khi cô sắp chạm đến khuôn mặt y lại dừng lại ánh nến trên đầu giường mơ màng sắp tàn song vẫn phản chiếu rõ tay cô là một bàn tay dày sẻo và vết chai do cầm đao từng vết chai vết sẻo ghi chép mỗi một trận huấn luyện và trận chiến mà cô trải qua, cũng bầu bạn với cô từ một bộ tốt đến tướng quân Trường Ninh hôm nay. Bình thường hiển nhiên cô không xem đấy là Vinh, nhưng cô cũng chưa từng để ý những vết chai sạn ấy. Cô chẳng thấy có gì đáng để ý. Trong mắt cô, đây là kết quả bình thường khi tòng quân. Xong, trong phút chốc này, khi tay cô tiến đến gần khuôn mặt của y, sắp chạm tới, cô bỗng phát hiện, tay của cô so với khuôn mặt như ngọc không tìm nổi một tì vết này, đúng là quá rõ ràng. Suy nghĩ Khương Hàm Nguyên vụt biến, tỉnh táo lại, định thu tay thì thấy bờ mi y run lên một cái, rồi người cũng nhúc nhích. Dù y chưa mở mắt, song cô biết, y đã tỉnh. Trong chớp mắt, cô thấy tim mình nhảy như muốn phá tung lồng ngực. Điện hạ tỉnh rồi à, ta cũng vừa tỉnh giấc, đang định xem ngài còn sốt không. Cô dùng một chất giọng hết sức điềm nhiên như không chuyện gì, giải thích, ngay lập tức rụt tay xuống dấu nào ngờ y chia tay, thuận tay cầm bàn tay cô rụt lại, rồi đặt lên chán mình. Nàng sờ xem, y vẫn nhắm mắt, rũ mi, trầm thấp nói. Có lẽ do mới tỉnh, y lộ vẻ uể oải, giọng trầm thấp còn khàn khàn, giọng mũi như kéo ra mấy phần muốn nhũn xương. Chán y đã mát lạnh, chứng tỏ y đã hết sốt. Nhưng lòng bàn tay đè lên tay cô vẫn khá nóng, rất nóng. Ngài thấy sao rồi? Cô cũng không hiểu sao y kỳ lạ thế, hỏi một câu muốn rút tay về. Y không buông, vẫn một mực cầm tay cô đặt lên chán mình. Cũng không trả lời cô. Sau một lát, Khương Hàm Nguyên cảm thấy Y dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay mình, trêu chọc, đầu ngón tay xoay tròn vừa đi vừa về, vuốt ve một vết chai sần Y vừa tìm được. Từ từ, hơi thở Y như đã trở nên nặng nề. Hoàng cung giờ này yên tĩnh cực kỳ, tối như mực, đến quỷ ảnh còn muốn quanh quần dạo chơi, nơi một góc phòng ở hoàng cung này càng yên tĩnh không có đến chút tạp âm. Bên tai Khương Hàm Nguyên chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng rất không thích hợp của người đàn ông bên gối. Những ngày sau cưới vừa qua, cô đã không còn căng thẳng đêm đại hôn, nghĩ chuyện quá mức đơn giản. Cô và người này sau khi tự mình thể nghiệm và quan sát qua mấy lần nhưng cũng không thể bảo đã hiểu chuyện riêng ám muội trong phòng mà người ta nói. Dù giống răng môi đánh nhau, chân nam đá chân chiêu, nhớ lại cũng chả gì thú vị, xong cô lờ mờ bắt đầu biết thái độ y thế này hàm ý gì nhịp tim mới vững vàng vài phần vừa rồi giờ lại đột nhiên tăng nhanh. đang lúc cô muốn thử rút bàn tay bị y đùa dỡn ra khỏi chăn y y chậm rãi mở mắt xoay mặt sang cô cùng với một đạo mất tiếng tiếng nói nàng nghe được hắn trầm thấp nói vương phi ngươi là thật không biết ta sao rồi khương hàm nguyên không biết mình sao thời khắc này mình lại hốt hoảng cô rõ ràng đã từng cùng y kinh qua vài lần như này cũng coi như kinh nghiệm phong phú cứ theo mấy lần trước cứ chiều y là được nhưng ngay lúc này đêm nay cô cảm thấy bản thân mình không làm được trực giác nói cho cô e là sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ đối với cô sắp xảy ra nếu cô không trói gấp con sâu chui từ tim phổi mình đang chui ra ngoài ngày nào đó chắc chắn sẽ bị cắn nuốt cô không cho phép chuyện đó xảy ra trên người mình Cô nhanh chóng rụt lại bàn tay bị y cầm đến nóng dậy, hơi nhổm dậy, nói. Điện Hà vừa hết sốt, chắc khát nước rồi nhỉ, ta đi gọi người mang nước đến. Lời còn chưa dứt, cô đã nhanh nhẹn xoay người xuống giường, thuận tay cô lấy áo ngoài, vừa khoác vừa mau bước ra cửa. Y thò người ra bắt lại, chỉ túm được một góc áo. Khi đang nắm chặt không buông, cô lại đi rất quyết liệt, không mảy may dừng bước. soạt một tiếng vải bị xé trong trèo, góc áo bị xé rách, vượt khỏi tay y. Y nhanh chóng theo cô xuống giường, chân trần đuổi theo. Cô đã ra khỏi tấm bình phong, sang tới chỗ các phòng y thường làm việc. Trong phòng trống trải, lúc này chẳng có ai, nến đã tắt, chỉ còn một ánh nến sắp tàn trong phòng trong, xuyên qua tấm bình phong nửa kín nửa mở, chỉ thấp thoáng dọi tới. Khương Hà Nguyên bị chàng trai ngăn trước bàn, ở trước án, y mò mẫm đẩy một chồng tấu trương và hồ sơ gì đấy chất đống trên bàn, chưa ra một khoảng trống, hai tay bế lấy câu mồi lên, khiến đôi chân đang định rời đi treo lửng lơ trên không. Rốt cuộc, y hoàn toàn khống chế được cô, y mở vạt áo cô, chui vào, hôn cô. Khương Hàm Nguyên vốn hoàn toàn có thể đẩy y ra, thậm chí còn khống chế y dễ như trở bàn tay. Song dường như cô không thể nào ra lực, bờ môi y và khuôn mặt như lửa kia muốn thiêu đốt ra thịt cô. Cảm giác ấy thật dễ chịu mà thoải mái, cô hơi ngửa mặt ra sau, từ từ nhắm hai mắt, mặc cho y hôn lấy thân thể mình một âm thanh từ trong lòng chui ra nó khuyến khích chàng trai càng không ngừng chinh phục cô thôi tất cả tùy y đi chắc là y vì cảm thấy không phục ham muốn mới mẻ mấy phần thôi y đã muốn thuận theo đi chuyện sau này sau này nói còn giờ sao cô có thể cự tuyệt y cầu hoan chứ ghi nhớ chuyện cô cần nhớ là được chuyện khác tất cả tùy y đi cùng lắm cũng chỉ chết chút thôi cơ thể cô mềm nhũn đôi tay cũng vòng qua cổ y người hơi mơ màng chịu gã đàn ông đắc thủ ôm mình về phòng cùng cô dây dưa quấn quýt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn